Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2176, cố gắng lên. 2. Danh sư Lục Tinh nhịn không được cảm khái. Đầm lầy Tế Bắc, Trương Huyền nhíu mày. Cái chỗ này, đi vào Thanh Nguyên Thành không lâu, cũng đã nghe ít nhất 3-4 lần rồi. Ngoan nhân ở chỗ này, phù hồn sư ở đây, như thế nào vị đệ nhất thiên tài này cũng tới thí luyện. Đúng vậy, nghe nói đầm lầy Tế Bắc có một quỷ quật, đối với tâm cảnh của người có trợ giúp thật lớn, không ít danh sư đều mộ danh tiến đến, Trương sư chỉ ở chỗ đó một tháng, liền làm thành tích xông luyện tâm kiểu gia tăng lên một khắc độ, 8-9 phần 10 là tìm đến chỗ này. Vẻ mặt của danh sư Lục Tinh tràn đầy hưng phấn. Quỷ quật, trong này có cái gì? Trương Huyền hiếu kỳ. Có thể ma luyện tâm cảnh, đơn giản là tâm ma, ảo cảnh, cùng với các loại cảm ngộ, mượn nhờ đau đớn trên thân thể rèn luyện ý chí. Cái quỷ quật này là cái gì? Có thể khiến người tăng lên tâm cảnh rất nhanh, còn dẫn tới vô số danh sư tiến tới. Ta chưa đi qua nên không biết, bất quá, nghe nói bên trong có một suối nước, hình dạng như ánh mắt, chỉ cần nhìn sang, có thể chứng kiến ý niệm trong lòng, nhìn thời gian càng lâu, sinh sôi càng nhiều, chỉ cần đi ra hình ảnh trong nước, chém giết những tạp niệm này, tâm cảnh sẽ càng ngày càng mượt mà, càng ngày càng cao. Suy nghĩ một chút, danh sư Lục Tinh giải thích. Nước suối có thể phản chiếu ý niệm trong đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền trừng to mắt. Đúng vậy, thời điểm lần đầu tiên ta nghe nói, cũng không thể tin được, về sau nghe nhiều, liền không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là quỷ quật này, cũng không phải là cố định ở địa phương nào, mà sẽ di động, coi như là danh sư, cũng phải có cơ duyên mới có thể tìm được. Lần này người đi cùng Trương sư, chừng hơn 20 vị, chỉ có tâm cảnh của hắn bạo tăng. Xem ra những người khác không có vận khí này. Danh sư Lục Tinh nói. À! Trương Huyền nhẹ gật đầu. Xem ra cái gọi là đầm lầy Tế Bắc kia thật đúng là địa phương kỳ quái, khảo hạch danh sư thất tinh xong, có cơ hội, nhất định phải đi tới nhìn xem. Mau nhìn, đã tới khắc độ thứ 5 rồi. Đang cân nhắc, thanh âm hưng phấn ở bốn phía tiếp tục vang lên, nổi bật nhất là một thanh âm cực kỳ bén nhọn. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, sau đó chứng kiến nữ tử cối say vừa rồi kia, hai mắt đang hưng phấn nhìn về phía luyện tâm kiều, hận không thể lập tức bổ nhào vào thân ảnh trên cầu. Vì hắn sinh hầu tử. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, quả nhiên thấy Trương Cửu Tiêu ở trên cầu chạy tới khắc độ thứ 5, bất quá, tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, liên tục lắc lư, tựa hồ tùy thời ngã sắp xuống. Hẳn là đến cuối. Âm thầm gật đầu, Trương Huyền đang định rời đi không để ý tới nữa, chợt nghe một thanh âm không vui vang lên. Tiễn khách. Ngay sau đó, liền chứng kiến sau cầu có một cánh cửa mở ra, hai người mặc áo giáp chật vật từ bên trong đi ra. Là Ngô sư. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Thanh âm rất quen thuộc, không phải người khác, đúng là Ngô sư, xem ra hắn hẳn là ở trong phòng. Đi qua đi. Nơi này cũng không có gì có thể nhìn, thấy muốn đi tới, chỉ có thông qua cầu, Trương Huyền cũng không do dự, nhấc chân đi tới trên cầu. A, kiên trì, kiên trì, ta phải kiên trì. Trên cầu, đầu Trương Cửu Tiêu chảy đầy mồ hôi, hoa mắt, trong lòng liên tục gào rú. Bất quá vô luận kiên trì như thế nào, tinh thần đã tiêu hao hầu như không còn, rút cuộc kiên trì không nổi. Được rồi, liền đến nơi này đi. Tinh thần buông lỏng, ngay thời điểm hắn tính toán buông tha, lại chứng kiến một thanh niên mặc trường bào danh sư Lục Tinh, tu vi loáng thoáng có thể thấy được, thánh vực nhị trọng đỉnh phong. Giờ phút này, đàng yêu nhã từ phía sau đi tới, đi vào trước mặt, vỗ vỗ vai hắn, tràn đầy thành khẩn nhẹ gật đầu. Cố gắng lên. Ngay sau đó, nhàn nhã theo cầu đi tới. Với hắn mà nói, không kiên trì nổi khảo hạch luyện tâm kiều, tùy thời có thể hôn mê, đối với đối phương mà nói, dễ dàng giống như dạo phố. 10 khắc độ, một chút việc cũng không có. Khóe miệng co giật, Trương Cửu Tiêu dừng lại ở tại chỗ, cả người choáng váng. Không chỉ hắn, dưới đài cũng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Danh sư Lục Tinh mới vừa rồi hai mắt trợn tròn, biểu lộ như gặp quỷ rồi. Bờ mông như cối xay cũng đình chỉ vặn vẹo, miệng há còn lớn hơn bờ mông. Chương 2177, nộp tiền bảo lãnh 1. Ai, còn tưởng rằng có thể có chút khiêu chiến. Rời luyện tâm kiều, Trương Huyền thở dài. Còn tưởng rằng cây cầu này, thực giống như đối phương nói, khó có thể thông hành, đối với tâm cảnh có tác dụng khảo nghiệm rất mạnh, chính thức đi qua mới biết được. Căn bản không phải có chuyện như vậy, cái cảm giác gì cũng không có. Thậm chí tinh thần gợn sóng cũng không sinh một tia.
Đi tâm ma thông đạo, tâm ma không ra, qua luyện tâm kiều, cũng không có gì, muốn ma luyện tâm cảnh thoáng cái cũng làm không được. Rất cô đơn lạnh lẽo, thật cô độc a. Lắc đầu, Trương Huyền tràn đầy tiếc hận, đi tới gian phòng vừa rồi Ngô sư nói chuyện, gõ cửa đi vào. Đi vào trong đó, chính chứng kiến Ngô sư ngồi ngay ngắn ở chính giữa, sắc mặt xanh mét, có chút khó coi. Xảy ra chuyện gì? Trương Huyền kỳ quái. Thời điểm chia tay, còn một mặt cao hứng, như thế nào không có bao lâu lại thành bộ dáng này. Nghe được hỏi thăm, Ngô sư vuốt mi tâm. Vừa rồi hai người kia là người của Thanh Nguyên đế quốc, nói phụng lệnh bệ hạ, hy vọng có thể mang Trung Thanh Vương đi, vừa bị ta đuổi ra ngoài rồi. Mang Trung Thanh Vương đi. Trương Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ vị hoàng đế bệ hạ này không biết tội danh mưu hại một vị danh sư? Tuy hắn không phải danh sư của Thanh Nguyên đế quốc, cũng không có đạt tới thất tinh, nhưng dù sao cũng là viện trưởng danh sư học viện, phía sau có hơn 10 vạn danh sư. Đối phương mưu hại mình bị bắt, còn không có thẩm vấn, lại muốn mang đi, vị hoàng đế bệ hạ này không khỏi quá xem thường mình đi. Thật muốn để đối phương nhẹ nhõm mang đi, mặt mũi của danh sư Đường đặt ở chỗ nào? Chuyện này, sau khi bắt Trung Thanh Vương, ta đã sai người đi qua giải thích. Ngô sư nói, Trung Thanh Vương là đệ nhất vương gia của Thanh Nguyên đế quốc, danh sư Đường dốc toàn bộ lực lượng bắt, không nói một tiếng, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đã nói rõ, vị hoàng đế bệ hạ này còn muốn tới đòi người, lá gan không khỏi có chút quá lớn đi. Trương Huyền kỳ quái. Một vương gia, tìm một vị độc điện phó điện chủ, liền qua tìm mình phiền toái, Đường Đường hoàng đế. Biết rõ sẽ đắc tội danh sư Đường, còn muốn tới đòi người, quyền quý của Thanh Nguyên đế quốc suy nghĩ như thế nào a? Chẳng lẽ không biết, coi như là hoàng thất của Phong Hào đế quốc, mất đi danh sư Đường phù hộ, bị diệt cũng chỉ ở trong khoảnh khắc sao? Ta cũng không rõ lắm, bất quá, ta cho rằng căn do khẳng định ở trên người điền phó đường chủ. Ngô sư cũng có chút kỳ quái, lắc đầu. Phó đường chủ danh sư Đường chủ quản quyền lợi, trước khi không có điều tra rõ ràng, cùng với một vương gia mưu hại một vị danh sư, rõ ràng cho thấy hành vi không khôn ngoan, nói thật, ngay cả Ngô sư cũng cảm thấy hồ đồ. Đương nhiên, sở dĩ không có việc gì, là đám bọn hắn đến kịp lúc, nếu không chỉ cần bị bắt, chẳng khác nào thịt cá trên thớt, một khi đối phương sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ không cách nào tẩy trừ tội danh. Loại sự tình này gặp qua vô cùng nhiều. Rất khó tẩy trừ tội danh, vụ oan tội danh, còn rất dễ dàng, huống chi là hai người có quyền thế nhất Thanh Nguyên đế quốc liên thủ. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói ra phỏng đoán của mình, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó một danh sư đi đến. Lão sư, Thanh Nguyên đế quốc hoàng đế Sở Thiên Hành đến đây cầu kiến. Nhanh như vậy đã tới, để hắn tiến đến. Ngô sư nhíu mày, khoát tay áo. Vừa đuổi sứ giả của đối phương, chưa tới 5 phút đồng hồ, người sau liền tự mình tới bái phỏng, xem ra lúc trước đã ở bên ngoài chờ. Danh sư lui xuống, không lâu sau, một trung niên mặc áo bào màu vàng đi nhanh tới. Vị trung niên nhân này thực lực tương đương Ngô sư, cũng đạt tới nửa bước xuất khiếu cảnh, đôi mắt mang theo uy thế như rồng như hổ, xem xét liền biết nắm chức vị cao, dưỡng thành khí thế đặc biệt. Ngô sư vừa vào cửa, vội vàng ôm quyền, thái độ cung kính. Mặc dù hắn là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc, nhưng so sánh với Ngô sư, địa vị còn kém một ít. Ân, ngồi đi. Ngô sư nhẹ gật đầu, ánh mắt hờ hững nhìn qua. Nếu như bệ hạ tới đây vẫn là vì mang Trung Thanh Vương đi, vậy thì không cần mở miệng. Mưu hại danh sư, tội ác tày trời, ta đã báo danh chuyện này cho tổng bộ, không chỉ hắn, chỉ sợ toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng sẽ bị thẩm tra, kính xin ngươi nghĩ lại. Tuy lời không nghiêm khắc, lại làm cho người ta cảm giác lạnh lùng đến cực điểm. Mới mở miệng, liền sớm phủ kín lời đối phương muốn nói. Trung Thanh Vương làm ra loại sự tình này, hoàn toàn chính xác làm ta đau lòng, bất quá. Ngô sư cũng biết, nếu như không có hắn, ta có khả năng đã sớm chết, vì vậy mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện sai, ta cũng nguyện ý đền bù tổn thất. Mong danh sư Đường cho một cơ hội, một lát nữa ta sẽ đích thân xin lỗi Trương sư, khẩn cầu hắn tha thứ. Sở Thiên Hành cũng không ngồi xuống, mà ôm quyền, vẻ mặt thành khẩn. Xin lỗi hữu dụng, vậy cần danh sư Đường chúng ta làm gì? Ngô sư khoát tay áo. Tiễn khách. Vâng. Danh sư mang hoàng đế bệ hạ vào, nhẹ gật đầu. Bệ hạ, xin mời. Cái này. Chương 2178, nộp tiền bảo lãnh 2.
Sắc mặt của Sở Thiên Hành lúng túng, muốn nói cái gì đó, thấy đối phương căn bản không cho cơ hội trả lời, đành phải thở dài một tiếng, đang định rời khỏi gian phòng, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngô sư, trước không vội đuổi người, không phải hắn muốn bồi thường sao? Để cho ta nghe một chút, có thể vì Trung Thanh Vương bỏ ra bao nhiêu? Quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc quần áo và trang sức danh sư Lục Tinh, ngồi ở cách Ngô sư không xa. Đúng là Trương Huyền. Trương sư. Không nghĩ tới hắn có thể nói như vậy, Ngô sư kỳ quái nhìn thoáng qua, đành phải nhẹ gật đầu. Nếu như Trương sư đã nói như vậy, ngươi liền nói bồi thường như thế nào đi. Trương sư. Sở Thiên Hành lập tức hiểu được, đi vào trước mặt khom người. Trung Thanh Vương đắc tội Trương sư, có mắt không tròng, nếu như Trương sư có thể tha thứ, ta nguyện ý vì rất nhiều học sinh của danh sư học viện, tu kiến một tân phủ đệ, vô điều kiện cung cấp tài nguyên tu luyện 100 năm. Hơn nữa, từ nay về sau, chỉ cần là học sinh của Hồng Viễn danh sư học viện, đi vào Thanh Nguyên Thành, đều có thể nhận lấy một phần công pháp cùng tiền biếu, sẽ không để cho đối phương tay không mà về. Biết rõ vị trước mắt này là Trương Viện Trưởng, Sở Thiên Hành mới mở miệng, nói ra điều kiện của mình. Không hổ là hoàng đế, biết rõ điều kiện gì đối phương không cách nào cự tuyệt. Nếu là viện trưởng, khẳng định phải vì đệ tử cân nhắc, điều kiện này, có thể nói cực kỳ hậu đãi. Có phong hào đế quốc ủng hộ, Hồng Viễn danh sư học viện trở thành đứng đầu trong tứ đại học viện, chỉ là vấn đề thời gian. Chưa đủ. Trương Huyền lắc đầu. Cái này. Sở Thiên Hành sửng sốt một chút. Mong Trương sư chỉ điểm, chỉ cần hoàng thất ta có thể chịu đựng được, tuyệt đối không nhăn mày. Rất đơn giản, điều kiện vừa rồi, cộng thêm 100 viên tinh nguyên thượng phẩm. Trung Thanh Vương, ngươi có thể trực tiếp mang đi. Trương Huyền nhìn qua. Hiện tại hắn đang cần tài nguyên tu luyện, nếu như có thể từ trong tay đối phương lấy được, tuyệt đối so với giam một vương gia tốt hơn rất nhiều. Dù sao muốn lộng chết gia hỏa này, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, không coi vào đâu. 100 viên. Sở Thiên Hành sững sờ, sau đó vẻ mặt cười khổ. Trương sư nói giỡn, nhiều linh thạch như vậy, coi như hoàng thất chúng ta bán hết gia sản, cũng cầm không ra. Tinh nguyên thượng phẩm vốn thưa thớt, ngay cả chiến sư đường, loại địa phương không thiếu vật tư kia cũng chỉ có 10 viên, thanh nguyên hoàng thất, coi như mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng một hơi lấy ra gấp 10. Vậy thì thư thả cho ngươi một chút, 50 viên. Lấy ra được, mang Trung Thanh Vương đi, cầm không ra, mời trở về đi. Trương Huyền khoát tay. Hắn cũng biết đối phương khẳng định cầm không ra 100 viên, giao giá trên trời, chỉ là trả giá mà thôi. Cái này. Khóe miệng Sở Thiên Hành co giật. 50 viên tinh nguyên thượng phẩm, cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Trương sư, nói thật với ngươi, thanh nguyên hoàng thất chúng ta, tích lũy trên vạn năm, cũng chỉ có 17 viên tinh nguyên thượng phẩm. Vốn có không ít, bất quá, đều ban cho hoàng tử, hoặc đại thần có công. Ta giao 17 viên này cho ngươi, sau đó dùng những dược liệu, khoáng thạch quý hiếm khác thay thế được không? Chần chừ một chút, Sở Thiên Hành cắn răng nói. 50 viên tinh nguyên thượng phẩm, nhất định là cầm không ra, bất quá. Chỉ cần đối phương nguyện ý, vật phẩm thay thế ngược lại có thể lấy ra không ít. Có thể, đây là danh sách khoáng thạch cùng dược vật ta cần, người có thể tìm đến, 17 viên tinh nguyên thượng phẩm cũng không sao. Mặt khác, ta còn muốn hết thảy công pháp tu luyện thánh vực tam trọng, thánh vực tứ trọng, càng nhiều càng tốt, trong tàng thư khố của hoàng thất các ngươi, toàn bộ sao chép một phần cho ta. Lấy bút lông ra. Tiện tay viết danh sách, Trương Huyền nói. Hắn đang định có cơ hội, giúp đỡ Kim Nguyên Đỉnh cùng băng vũ kiếm tăng lên thoáng cái, tài liệu chính đã có, chỉ là thiếu khuyết không ít vật phẩm phụ trợ, chờ hắn tìm kiếm không biết năm nào tháng nào, vị trước mắt này, có thể hỗ trợ, không còn gì tốt hơn. Tốt, tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, mặc dù có chút vật phẩm vô cùng ít gặp, nhưng bằng vào thực lực của phong hào đế quốc, hẳn là trong thời gian ngắn có thể gom đủ, Sở Thiên Hành nhẹ gật đầu. Cổ tay khẽ đảo, trước đưa tinh nguyên thượng phẩm tới. Cái này là 17 viên tinh nguyên thượng phẩm, kính xin Trương sư xem xét. Thần thức quét qua, Trương Huyền liền biết rõ, đối phương không có nói dối, nhẹ gật đầu, tiện tay thu vào giới chỉ. Còn dư lại, mời Trương sư cùng Ngô sư chờ một chốc. Nói xong, Sở Thiên Hành xoay người phân phó một câu. Không hổ là hoàng đế bệ hạ của Thanh Nguyên đế quốc, động tác cực nhanh, dùng không đến 2 canh giờ. Trương Huyền muốn hết thảy khoáng thạch, dược liệu đã siêu tập hoàn chỉnh. Thậm chí, hắn muốn thư tịch, tất cả cũng đủ. Rất nhiều chưa kịp chép,
liền cầm tới nguyên bản, rậm rạp chằng chịt chung vào một chỗ, thánh vực tam trọng, chừng hơn 10 vạn bản, tứ trọng cũng có hơn vạn bản. Mấy thứ này, toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, lúc này Trương Huyền mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt rồi, người có thể mang Trung Thanh Vương đi. Đa tạ Trương Sư. Nhẹ nhàng thở ra, Sở Thiên Hành vội vàng nhìn về phía Ngô Sư, thấy hắn gật đầu, đồng ý Trương Sư nói, lúc này mới đi theo sau lưng một vị danh sư, đi đến địa phương giam giữ Trung Thanh Vương. Trương Sư. Đối phương vừa đi, Ngô Sư tràn đầy nghi hoặc nhìn lại, không biết Trương Huyền đến cùng có chủ ý gì. Chương 2179, Trần Chiết chết một. Có phải cảm thấy, không nên để Trung Thanh Vương chạy hay không? Nhìn nét mặt của hắn, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Vâng. Ngô Sư gật đầu. Danh sư không thể nhục, đây không phải sự tình bồi thường, mà là sư đạo tôn nghiêm, tiền lệ vừa mở, ta sợ về sau, tất cả mọi người đều dám vũ nhục danh sư. Tuy hắn không đồng ý cách làm của đối phương, nhưng trải qua sự tình Khâu Ngô Cung, hắn biết rõ vị Trương Sư này tuổi không lớn lắm, nhưng sức phán đoán kinh người, làm như vậy, tất nhiên có mục đích của mình, bởi vậy không có chen vào, giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Ta sẽ giải thích, bất quá, trước đó ta muốn hỏi Ngô Sư một câu. Sự tình thiên nhận danh sư, ngươi không có nói với danh sư khác chứ? Trương Huyền nói, sự tình thiên nhận danh sư quá quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, coi như là tổng bộ danh sư đường, cũng sẽ không nói. Thần sắc của Ngô Sư ngưng tụ, vội nói. Hắn biết rõ vị trước mắt này chính là thiên nhận danh sư. Bất quá không dám nói ra chuyện này, cũng không thể nói ra, nếu không tất nhiên sẽ khiến toàn bộ dị linh tộc dốc toàn bộ lực lượng, sinh linh đồ thán không nói, càng có khả năng dẫn đến vị danh sư này chết trẻ. Thực muốn như thế, hắn chính là tội nhân thiên cổ. Nhưng mà Điền Phó Đường Chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Lúc trước thời điểm ở Trung Thanh Vương phủ thẩm vấn hắn, đối phương từng nói, thiên nhận danh sư cũng xuất hiện, độc điện tổ sư còn sống cũng không coi vào đâu. Lúc ấy đã cảm thấy không đúng. Chỉ cần là danh sư, đều biết bốn chữ này đại biểu cái gì, đối phương lần đầu tiên nhìn thấy mình, đang ở trước mặt ngoại nhân nói như vậy. Hiển nhiên vi phạm chuẩn tắc của danh sư. Cũng bởi vì như thế, hắn mới không hề cố kỵ, đập đối phương dục tiên dục tử. Hắn, biết rõ ngươi là thiên nhận danh sư. Đồng tử co rụt lại. Sắc mặt Ngô Sư trầm xuống. Xem ra cũng không hiểu rõ tình hình, hẳn chỉ là thăm dò. Trương Huyền lắc đầu. Ngữ khí của đối phương, hẳn là còn không biết, bất quá, cố ý nói như vậy, đoán chừng là có hoài nghi, nhưng tâm cảnh của hắn cường đại, sắc mặt như thường, cũng không chút khẩn trương nào, đối phương hẳn là không nhìn ra cái gì. Vậy là tốt rồi, bất quá, Trương Sư ngươi phải cẩn thận một ít, về sau đi nơi nào, mang ta hoặc hình đường chủ theo. Thần sắc của Ngô Sư ngưng trọng. Tin tức không có để lộ, vị Trương Sư này, bất quá là siêu cấp thiên tài mà thôi, loại người này tuy ít, nhưng cũng tồn tại. Nhưng một khi để người ta biết tin tức thiên nhận danh sư, vậy thì nguy rồi. Còn chưa cần, trước mắt hẳn là không có việc gì, thật muốn làm như vậy mà nói, ngược lại càng làm cho người hoài nghi, sự tình không xác định, cũng liền xác định xuống. Trương Huyền lắc đầu cự tuyệt. Hắn thi triển ra hết thảy thủ đoạn. So sánh hai người này bảo hộ còn muốn cường đại hơn rất nhiều, có bọn họ mà nói, ngược lại bất tiện thi triển, càng không an toàn rồi. Cái này, Ngô Sư trần chờ. Cũng đúng, thật muốn hắn cùng hình đường chủ ngày đêm không rời đi theo, người khác không nghi ngờ cũng muốn hoài nghi, ngược lại rõ ràng hơn. Điền phó đường chủ có vấn đề, Trung Thanh Vương lại cấu kết độc điện, luyện chế độc dược, vấn đề càng lớn. Vị hoàng đế bệ hạ này, tự mình tới đây. Tiêu phí giá cả lớn như vậy đảm bảo. Nếu như nói, chỉ là bởi vì cứu mạng của hắn, ta không tin. Trương Huyền lắc đầu. Ngô Sư sửng sốt lên. Hoàng thất vô tình, vì quyền lợi, thân huynh đệ cũng có thể giết chết, hiện tại đường đường bệ hạ, vì một đại thần đắc tội danh sư đường. Không có vấn đề mới lạ. Đã có vấn đề, vậy giấu đối phương ở đây, không tiện thẩm vấn, còn không bằng để cho chạy, tương đương mở ra bế tắc, tiếp sau liền dễ làm rồi. Trương Huyền mỉm cười. Bắt Trung Thanh Vương, chẳng khác nào cắt đứt đầu mối, để cho đối phương mang đi. Có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được. Đúng vậy, đây thật là biện pháp tốt. Ngô Sư bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng bội phục không thôi. Không hổ là Trương Sư, quả nhiên nhìn vấn đề càng thêm thấu triệt. Thẩm vấn, đối phương cố ý không nói, coi như là danh sư đường cũng không có biện pháp, nhưng buông đầu dây,
để đối phương lộ ra chân tướng, liền dễ dàng hơn nhiều. Ân, tốt rồi, chuyện còn lại giao cho ngươi. Đến tối còn có chút thời gian, nếu như thuận tiện, ta muốn đi tàng thư khố của danh sư đường nhìn xem. Sự tình đã có phương pháp, còn dư lại Ngô sư toàn quyền xử lý là tốt rồi, hắn tham dự hay không đều không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là, mau chóng ngưng tụ thiên đạo công pháp thánh vực tam trọng, thực lực tăng lên, vượt qua Trương Cửu Tiêu, thuận lợi đi vào thánh tử điện. Ta mang ngươi đi. Biết rõ vị trương sư này thích xem sách, Ngô sư cười cười, vừa đứng dậy, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi. Nhíu mày, ngay sau đó liền chứng kiến danh sư lúc trước đi ra ngoài vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Làm sao vậy? Có thể khiến danh sư lục tinh như thế, biết chắc đã xảy ra đại sự, Ngô sư mở miệng hỏi. Lão sư, không tốt, Trần Chiết, chết rồi. Vị danh sư này nuốt ngụm nước miếng nói. Trần Chiết chết. Đồng tử co rụt lại, Ngô sư vội vàng đứng dậy. Trần Chiết này là điểm mấu chốt, đúng là hắn đi Hồng Viễn Đế Quốc, lấy đi tư liệu của Trương Dẫn Khâu, cuối cùng để lộ tin tức. Một mực giam ở danh sư đường, ngay cả tu vi cũng bị phong ấn, làm sao sẽ đột nhiên chết. Cụ thể nguyên nhân cái chết ta cũng không biết, lúc trước ta đi xem một lần, còn rất tốt. Vừa rồi thả Trung Thanh Vương, nhìn thoáng qua, liền phát hiện đã đoạn tuyệt hô hấp. Vẻ mặt vị danh sư này tràn đầy khẩn trương. Trần Chiết, đệ tử của Điền Thanh Phó Đường Chủ, danh sư thất tinh sơ kỳ. Vô luận thân phận nào, đột nhiên chết đều ảnh hưởng thật lớn. Đi tới nhìn xem. Chương 2180, Trần Chiết chết 2. Thần sắc ngưng trọng, Ngô sư rời đi một bước, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Trương sư, có thể đi cùng không? Vị trước mắt này, ánh mắt sắc bén hơn hắn nhiều, cùng đi, có lẽ có thể nhìn ra vấn đề gì. Được. Trương Huyền gật đầu. Hắn cũng rất là kỳ quái. Dựa theo đạo lý, danh sư đường tạm giam, đừng nói giết người, tự sát cũng không được, nhưng bây giờ lại không thể thật hơn chết rồi. Quỷ dị không nói ra được. Đi theo sau lưng danh sư lục tinh, rời đi một lát, đi vào một gian phòng đơn độc, quả nhiên thấy một trung niên nhân nằm trên mặt đất, toàn thân băng lãnh, dĩ nhiên đoạn tuyệt hô hấp. Chưa có đi tới, Trương Huyền liền nhìn chung quanh. Trong phòng bố trí trận pháp nghiêm mật, tin tức truyền không ra, thần thức cũng không thể lan tràn, chỉ cần đi vào, là không có biện pháp liên lạc với bên ngoài. Đi vào trước mặt thi thể, Minh Lý chi nhãn lập lòe nhìn kỹ. Nhục thân không có chút tổn thương nào, mà, linh hồn triệt để triệt tiêu. Đồng tử co rụt lại. Hắn đã nhìn ra nguyên nhân cái chết của đối phương, hồn phi phách tán, linh hồn triệt tiêu. Sửng sốt một chút, Ngô sư vội vàng nhìn lại, một lát sau, khuôn mặt xanh mét. Vô cùng hiển nhiên, ở dưới nhắc nhở cũng đã nhìn ra. Chẳng lẽ là, phương pháp câu hồn kia? Nhướng mày, một sự kiện ở trong đầu xông ra. Lúc trước tế bác song hùng tàng hư, liền định dùng phương thức câu hồn gạt bỏ bản thân, chỉ tiếc bị công hội giết chết, không có thành công. Loại phương pháp này, thông qua siêu hồn, hắn nhìn kỹ, có chút tương tự thủ đoạn của vu hồn sư, bắt linh hồn người đi, đơn giản giết chết. Một khi thành công, nhục thân sẽ triệt để tử vong, không để lại một chút dấu vết. Chẳng lẽ, gia hỏa này bị loại phương pháp kia giết chết? Chẳng lẽ, ngoan nhân ngoại trừ truyền thụ phương pháp này cho tàng hư, còn truyền thụ cho người khác, giết chết Trần Chiết? Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc, có chút nghĩ không thông. Trần Chiết này, thoạt nhìn cùng ngoan nhân không có chút quan hệ, vì sao có thể dính chung một chỗ? Đưa thi thể đến chiến sư đường thu điện chủ, để hắn hỗ trợ nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghiên cứu một lát, không rõ ràng cho lắm, Ngô sư đứng dậy nói. Vâng, vị danh sư kia gật đầu. Thu điện chủ là chiến sư đường hồn điện điện chủ, nghiên cứu linh hồn sâu đậm, Ngô sư nhìn không ra, đối phương tất nhiên có thể phát hiện cái gì. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Cỗ thi thể này, hồn phách không còn, tìm thu điện chủ cũng không có tác dụng. Trương sư, Ngô sư sốt ruột. Trần Chiết này tử vong, đã mất đi chứng cứ, coi như Điền Phó Đường chủ xuất thủ với ngươi, cũng là lấy thân phận danh sư thất tinh giáo huấn vãn bối, nhiều nhất bị tội tiểu nhân che mắt. Thật muốn như vậy, ta liền không có tư cách giam giữ. Điền Phó Đường chủ, bất kể nói thế nào cũng là danh sư thất tinh đỉnh phong, bắt đệ tử đối phương, có chứng cứ cho thấy, tin tức để lộ cùng hắn có quan hệ, có thể giam giữ, hiện tại nhân chứng chết rồi. Liền không có lý do gì nữa. Ngưu hại Trương Huyền, có thể đổ cho Trung Thanh Vương,
còn lại chút tội danh, bằng vào thân phận hoàn toàn không cần quan tâm. Không có tư cách giam giữ, vậy thì thả. Trương Huyền lắc đầu. Nếu không phải thông qua Thiên Đạo Thư Viện, biết rõ Điền Thanh phó đường chủ này nguyên thần có thiếu sót, cũng hoài nghi có phải gia hỏa này giết chết học sinh của mình hay không. Thả. Ngô sư sửng sốt. Vậy Trương sư, bị khuất nhục. Ta khuất nhục không coi vào đâu, thân phận đối phương đặc thù, cũng không đủ chứng cứ, một mực giam giữ, đối với danh sư đường ảnh hưởng thật lớn, ngươi vừa mới trở thành phó đường chủ, cũng sẽ ngồi bất ổn, hơn nữa như vậy, sự tình phía sau đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Trương Huyền lắc đầu, hắn chịu khuất nhục không coi vào đâu, một khi Ngô sư bị người chỉ trích, liền thật bị động rồi. Được rồi. Biết rõ đối phương nói có đạo lý, Ngô sư đành phải nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn qua. Chúng ta, nên làm gì bây giờ? Ngươi cảm thấy phải làm gì? Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Ta cho rằng, hẳn là công bố tội danh của Trần Chiết, để tất cả mọi người hoài nghi Điền phó đường chủ. Nói như vậy, đối phương làm chuyện gì, đều vô cùng bị động, chúng ta liền dễ xử lý rồi. Trầm tư thoáng cái, Ngô sư nói. Sự tình Trần Chiết để lộ tin tức Khâu Ngô cung, trước mắt rất ít người biết, chỉ có định ra tội danh, mới có thể để cho Điền phó đường chủ bị động. Nếu không, người đã chết, hắn trong sạch, hết thảy sự tình lúc trước đều thành hư vô. Sai, như vậy không được. Trương Huyền lắc đầu. Không được, vậy phải làm gì? Ngô sư sững sờ. Rất đơn giản, Trần Chiết dựa theo lễ tiết danh sư hậu táng, hơn nữa đại lực ngợi khen người nhà của hắn, cấp cho khen ngợi. Tán thưởng hắn là danh sư chính thức, hiệu triệu tất cả mọi người học tập hắn. Trương Huyền nở nụ cười. Cái này, tính là biện pháp gì? Ngô sư ngốc tại chỗ, cực kỳ không hiểu. Chương 2181, Trung Thanh Vương trúng độc 1. Trần Chiết này, để lộ tin tức của Trương Dẫn Khâu cho dị linh tộc, để cho bọn họ ở Khâu Ngô cung thiếu chút nữa không về được, sớm đã vi phạm chuẩn tắc của danh sư, sao còn cần ngợi khen? Cũng quá trái ngược lẽ thường a. Thấy hắn không hiểu, Trương Huyền lắc đầu, giải thích nói. Sau khi Trần Chiết bị bắt trở về, từ trong miệng hắn thẩm vấn ra điều gì, lại khai báo cái gì, không ai biết rõ. Nếu như định tội, chứng cứ đâu, chứng cứ ở đâu, không có chứng cứ liền định tội, hơn nữa người này còn chết ở trong danh sư đường. Người cảm thấy những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cái này, Ngô sư yên lặng, người người đều có tâm đồng tình kẻ yếu, nhưng có phải kẻ yếu hay không? Không phải như mặt ngoài. Thực định tội Trần Chiết, hắn vừa trùng hợp chết ở trong nhà giam của danh sư đường. Chỉ cần có người trợ giúp, các loại tin tức hắc thủ tất nhiên theo nhau mà đến, ai cũng không có biện pháp phân biệt chính xác hay sai lầm. Đến lúc đó, cục diện vốn có lợi với bọn họ, sẽ thoáng cái trở nên bất lợi, lại không còn biện pháp. Tuyên dương hắn vì nhân tộc mà chết, thưởng công huân, mà không phải tội danh. Như vậy người giết hắn, tất nhiên sẽ cảm thấy tin tức để lộ. Có chút hoảng hốt, đến lúc đó sẽ tự nhiên lộ ra chân tướng. Chỉ cần đối phương động thủ, còn dư lại liền dễ dàng, định tội lần nữa cũng không coi vào đâu. Trương Huyền nói. Thì ra là thế. Giờ mới hiểu được, Ngô sư bừng tỉnh đại ngộ. Cái này xác thực là biện pháp tốt nhất. Đã có thể hóa giải ảnh hưởng đối phương giết chết Trần Chiết mang đến, lại có thể dụ cá cắn câu. Nhất cử lưỡng tiện. Tốt, hiện tại ta sẽ làm. Hiểu được. Ngô sư gật đầu, xoay người phân phó một câu. Kế tiếp, nên làm như thế nào? Hết thảy an bài thỏa đáng, Ngô sư lần nữa nói. Đối với vị trước mắt này, hắn bội phục đầu dạp xuống đất, sự tình tiếp sau liền chẳng muốn đi nghĩ. Tiếp sau, không cần quản, tối nay như trước tham gia phẩm giám hội. Mồi câu đã buông, là cá mà nói, chung quy sẽ mắc câu. Trương Huyền nở nụ cười. Ngô sư gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Rời gian phòng giam giữ Trần Chiết, Trương Huyền không có lưu lại ở đây, trực tiếp đi tàng thư khố của danh sư đường. Có lệnh bài thân phận của Ngô sư, công pháp thánh vực tam trọng, tứ trọng đều có tư cách quan sát, chưa tới một canh giờ, liền thu nhập toàn bộ vào thư viện. Sưu tập hoàn tất, cũng lấy ra thư tịch mà Sở Thiên Hành bệ hạ cho, khắc sâu vào thức hải. Chính xác, thư viện lắc lư, hai quyển thư tịch xuất hiện. Đúng là thiên đạo công pháp thánh vực tam trọng cùng tứ trọng. Mở ra xem một lần, ánh mắt Trương Huyền tỏa sáng. Đều đạt đến thiên đạo, có thể trực tiếp tu luyện. Đây là lần đầu tiên hắn sớm siêu tập ra công pháp siêu việt hai cấp. Đã có hai quyển sách này, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đột phá, trực tiếp trùng kích thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh. Trời đã tối rồi,
trước cùng Ngô sư đi phẩm giám hội, sau đó lại tu luyện. Nhìn thoáng qua phía ngoài, thấy trời đã tối, phẩm giám hội mà Ngô sư nói sắp bắt đầu, không kịp tu luyện, Trương Huyền duỗi lưng một cái, đi ra tàng thư khố. Có công phương, tu luyện liền đơn giản, một canh giờ có thể giải quyết, thật sự không giải quyết được, vậy hai canh giờ. Không có khác nhau quá lớn. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần tu luyện, chính là đại thành. Không tồn tại bình chướng gì. Hay là trước nghĩ biện pháp khảo hạch toàn bộ phụ tu đến thất tinh, trở thành danh sư thất tinh lại nói. Trương sư, chúng ta lên đường đi. Thấy hắn đi ra, Ngô sư cười cười, hai người đồng loạt đi ra ngoài. Bên này Trương Huyền đi tham gia phẩm giám hội, trong đại điện hoàng cung. Đáng giận, đáng giận. Trung Thanh Vương đứng dậy, hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt hận ý như lửa, chỉ muốn thiêu đốt người. Được rồi, cái gì cũng không có chuẩn bị, liền xuất thủ đối phó một vị danh sư, lá gan thật là lớn. Sở Thiên Hành hừ một tiếng nói. Bệ hạ, ta. Trung Thanh Vương ôm quyền. Được rồi, không cần phải nói, người hấp thụ giáo huấn đi, lần này vì bảo đảm ngươi, ta là hao tốn giá cả thật lớn. Sở Thiên Hành khoát tay áo. Vi thần biết sai rồi. Trung Thanh Vương vội vàng gật đầu. Biết rõ là tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi không vội trở về vương phủ, liền ở chỗ này của ta, chăm chỉ tu luyện, nhớ lại có địa phương nào nói sai hay không, đừng để cho người bắt lấy nhược điểm. Nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. Sở Thiên Hành nói. Vâng. Trung Thanh Vương nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, hẳn là không có xảy ra vấn đề gì, chủ yếu là Trương Huyền kia, không theo như lẽ thường an bài, hơn nữa thực lực của hắn, tựa hồ so với tin tức thì cao hơn quá nhiều. Trên mặt tràn đầy hận ý, nói lên Trương Huyền, Trung Thanh Vương liền tức giận nghiến răng, bất quá nói còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân thể không tự chủ được đung đưa. Nguy rồi. Đồng tử co rụt lại, da đầu của Trung Thanh Vương thoáng co giật. Làm sao vậy? Sở Thiên Hành nhíu mày. Ta trúng độc, phốc. Trung Thanh Vương liên tục run rẩy, phun máu tươi từng ngụm, cảm thấy lục phủ ngũ tạng cả người tựa hồ tất cả đều sắp nát. Trúng độc, làm sao sẽ trúng độc? Đồng tử của Sở Thiên Hành co rụt lại. Trung Thanh Vương này luôn ở bên cạnh hắn, lúc trước không có bất kỳ báo hiệu, làm sao sẽ đột nhiên trúng độc? Ta cũng không biết. Đau đớn kịch liệt, liên tục lăn qua lăn lại. Trên đầu Trung Thanh Vương ứa ra mồ hôi, lại thủy chung nghĩ không ra chúng độc lúc nào. Hôm nay người có ăn cái gì hay không? Sở Thiên Hành vội vàng hỏi. Trung Thanh Vương là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, thực lực như thế cũng không chịu nổi, độc này thật sự là đáng sợ. Chương 2182, Trung Thanh Vương chúng độc 2. Có thể hạ độc, hơn nữa khiến đối phương không có chút phòng bị nào, ít nhất cũng là độc sư thất tinh đỉnh phong. Loại người này... Thật muốn xuất hiện, làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có. Hôm nay, Trung Thanh Vương sửng sốt một chút. Trương Huyền kia cho uống vài hồ lô rượu, còn Tôn Cường ở trên người ta sát ớt và muối. Thức ăn của hắn, khẳng định không có vấn đề, đi danh sư đường, cũng chưa từng ăn gì, duy nhất không minh bạch, là Trương Huyền cho uống rượu ngon, Tôn Cường sát gia vị. Sát ớt và muối. Sở Thiên Hành ngẩn ngơ. Sát cái đồ chơi này làm gì? Bất quá, biết rõ lúc này không phải là thời điểm hỏi thăm, nhướng mày. Xem ra, nhất định là Trương Huyền hạ độc rồi. Chỉ là, đây rốt cuộc là độc gì? Người đâu, đi mời Tôn y sư tới đây. Vâng. Một hộ vệ vội vã đi ra ngoài. Không lâu sau, một lão giả theo ở phía sau tới. Bệ hạ. Ân, Tôn y sư, Trung Thanh Vương trúng độc, ngươi xem một chút, là độc gì, có thể hỗ trợ giải hay không? Sở Thiên Hành phân phó. Tôn y sư là y sư ngự dụng của Thanh Nguyên Hoàng Cung, sớm đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, lý giải đối với y đạo xuất thần nhập hóa, muốn nói ai có thể cứu chữa, tất nhiên là hắn. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần không cao hơn thất tinh, ta đều có thể đơn giản giải hết. Nhếch miệng cười cười, Tôn y sư lộ ra miệng đầy răng vàng, ngón tay khẽ đảo, chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành sợi, lập tức bao phủ Trung Thanh Vương ở bên trong, tựa như một viên cầu. Phương pháp khám và chữa bệnh độc môn của hắn. Tầm âm bắt mạch, lợi dụng chân khí bao phủ huyệt đạo bệnh người, cẩn thận quan sát, điều tra bệnh trạng cụ thể, sau đó lại đúng bệnh hốt thuốc. Hả, độc này có chút kỳ quái. Bao phủ một lát, Tôn y sư nhíu mày. Kỳ quái. Sở Thiên Hành nhìn qua. Có thể chữa hay không? Bệ hạ yên tâm, tuy độc này kỳ quái,
khiến người ta khó có thể phát hiện, bất quá chỉ cần chân khí của ta đi vào trong cơ thể Trung Thanh Vương, sử dụng phương pháp tơ nhện điều tra, tất nhiên có thể biết xảy ra chuyện gì, thuận lợi giải quyết tai họa ngầm. Tôn Y Sư tự tin. Ân, vậy nhanh lên đi. Thấy sắc mặt của Trung Thanh Vương trắng bệch, tựa hồ tùy thời không chịu nổi tử vong, Sở Thiên Hành vội nói. Tốt. Tôn Y Sư nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, bàn tay lăng không chảo một cái. Xì xì xì. Một đạo chân khí từ đầu ngón tay kích xạ ra, rơi xuống mi tâm của Trung Thanh Vương, dọc theo kinh mạch chui vào. Phương pháp tơ nhện điều tra, là chân khí ngưng tụ thành sợi, đi vào trong cơ thể người bệnh, mượn cái này điều tra căn nguyên tổn thương, sau đó lại đúng bệnh hốt thuốc. Vừa rồi thi triển tầm âm bắt mạch, dò xét không ra kịch độc trên người đối phương là cái gì, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Vù vù. Rất nhanh dò xét một lần, như trước không có phát hiện độc gì, Tôn Y Sư thu hồi chân khí, mày nhíu lại thành nút. Trong cơ thể đối phương, không có chút độc tính nào, vì sao nội tạng lại như bị kịch độc ăn mòn, khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Như thế nào? Sở Thiên Hành lần nữa nhìn tới. Độc này, có chút quỷ dị, ta đang nghĩ biện pháp. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên sắc mặt của Tôn Sư trắng nhợt, lập tức dựa trên mặt đất, liên tục run rẩy, phun ra từng ngụm máu tươi. Nguy rồi, ta cũng trúng độc. Nói xong nằm trên mặt đất, co quắp vài cái, liền hôn mê bất tỉnh. Cái này, Sở Thiên Hành lại càng hoảng sợ. Vừa rồi còn lời thề son sắt, nói độc này có thể giải, kết quả, còn không có xác định là độc gì, liền ngất rồi. Vị này đã là y sư lợi hại nhất của Hoàng Cung, lúc này cũng đã trúng độc, nên làm cái gì bây giờ? Lại loại kịch độc nào, ngay cả y sư cũng không có phát hiện. Bệ hạ, phủ đệ của ta giam giữ tới không ít độc sư, bắt một cái tới đây. Trung Thanh Vương hữu khí vô lực ngẩng đầu. Ngươi chịu đựng, ta liền phái người đi. Sở Thiên Hành lần nữa quay đầu phân phó. Kèm theo Hoàng đế hạ lệnh, rất nhanh hộ vệ liền xông ra ngoài, không lâu sau, liền mang theo một thanh niên mặc áo đen đi vào trước mặt. Đúng là Tần quản sự lúc trước. Vương gia, độc sư ở phủ đệ đều bị Trương Huyền thả rồi. Thả rồi hả, phốc. Trung Thanh Vương thần thái uể oải, lúc này đã hữu khí vô lực, tùy thời không chịu nổi. Không có độc sư, y sư lại không thể giải. Đi tìm Trương sư cho ta, đường đường danh sư, lại có thể dùng độc. Khuôn mặt Sở Thiên Hành xanh mét. Bỏ ra giá cả lớn như vậy, mới nộp tiền bảo lãnh vị vương gia này ra, cứ như vậy bị hạ độc chết. Thanh Nguyên Hoàng thất sẽ bị người chê cười. Trương sư, dùng độc. Tần quản sự ở một bên nghe được, nhịn không được nhìn lại. Bệ hạ, vương gia nhà của chúng ta, là bị Trương Huyền kia hạ độc. Nhất định là hắn, trừ hắn ra, không ai có cơ hội. Sở Thiên Hành khẽ nói. Nếu như là hắn hạ độc. Tần quản sự trần trừ một chút, vẻ mặt bình tĩnh cùng tự tin. Ta biết rõ giải như thế nào. Chương 2183, Tần quản sự giải độc phương pháp 1. Ngươi biết, Sở Thiên Hành cùng Trung Thanh Vương có chút kỳ quái nhìn qua. Đường đường Tôn Y Sư Thất Tinh Đỉnh Phong cũng không có tìm được biện pháp, bản thân ngược lại bị độc choáng váng, người một quản sự y thuật cũng không hiểu, làm sao có thể biết được. Ân, lúc trước ta cũng trúng qua loại độc này, bây giờ đã triệt để chế trụ. Tần quản sự gật đầu. Vậy thì tốt quá, còn không mau mau trị liệu giúp ta. Nghe được thuộc hạ lại cũng bị Trương Huyền hạ độc, còn chữa khỏi rồi, Trung Thanh Vương vội vàng hô. Vâng, bất quá ta trị liệu, có thể sẽ tương đối đau, mong vương gia nhẫn nại một ít. Tiến về phía trước một bước, vẻ mặt Tần quản sự ngưng trọng. Bổn vương trải qua sinh tử, dạng thống khổ gì không có chịu qua, yên tâm. Trung Thanh Vương mang theo tự tin cùng uy nghiêm. Năm đó ở chiến trường cửu tử nhất sinh còn không sợ, giải độc mà thôi, lại thống khổ, còn có thể thống khổ đi nơi nào. Chỉ cần có thể giải độc, ta lập tức phong ngươi làm quản gia của vương phủ, quản lý tất cả mọi người. Trung Thanh Vương nói tiếp, lời còn chưa dứt, liền chứng kiến một bàn tay phá không mà đến. Ba, thoáng cái quất vào trên mặt của mình, nóng rát giống như muốn xé rách khuôn mặt thành hai nửa. Ngươi, không có nghĩ đến thuộc hạ này không giúp đỡ trị liệu, ngược lại trực tiếp tát tai, Trung Thanh Vương sắp điên rồi, tức giận gầm lên, nhưng tiếng nói còn không có kết thúc, lại chứng kiến đối phương hung hăng rút xuống. Ba, 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 liên tục mấy tát, khuôn mặt của Trung Thanh Vương lập tức sưng đỏ lên, tròn như bột bánh bao lên men, tràn đầy tơ máu.
Vương gia, cảm giác khá hơn chút nào không? Liên tục mấy tát, đã dùng hết toàn lực, tần quản sự mệt mỏi thở hồng hộc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua. Tốt muội muội ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Ánh mắt huyết hồng, Trung Thanh Vương đứng dậy, biểu lộ muốn giết người. Thanh Nguyên đế quốc đệ nhất vương gia, thân phận cao như thế, lại có thể bị thuộc hạ của mình, ở trước mặt hoàng đế tát, mấu chốt là đánh xong, còn hỏi. Tốt hơn chút nào không? Thật giống như cưỡng gian xong, còn hỏi thoải mái không? Tốt mẹ ngươi à! Lão tử đánh chết ngươi! Trung Thanh Vương tức giận sắp nổ. Còn chưa khỏe, vương gia đừng gấp, ta còn có biện pháp tốt hơn. Ổn định Trung Thanh Vương nổi giận, tần quản sự cắn răng. Biện pháp tốt hơn. Trung Thanh Vương sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến tần quản sự đã cưỡi giày, tản ra mùi thối đặc thù, thẳng tắp đập tới khuôn mặt của hắn. Bành! Còn chưa kịp phản ứng, cả bộ mặt quay thành bánh quai trèo, lăng không xoay tròn hai vòng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cái này là tần quản sự sau khi đánh mặt hiệu quả trị liệu không tốt, tìm người thí nghiệm qua, hiệu quả hết sức rõ ràng, một cước xuống dưới, thì có kỳ cống hiến. Vốn thuộc về bí pháp, không dám nói cho người khác biết, nếu như vương gia cũng trúng độc, tự nhiên phải lấy ra. Ta giết ngươi. Nhìn dưới đất rơi vài cái răng, người mùi vị thối hoác trên mặt, Trung Thanh Vương thật điên rồi. Để thuộc hạ giải độc, chẳng những không cho dược vật, ngược lại tát tai, quất giày. Quả thực tội không thể thứ cho. Mãnh liệt đứng dậy, khí tức trên thân như rồng như hổ, hai mắt như điện, hận không thể lập tức xé đối phương thành hai nửa. Còn chưa kịp động thủ, chợt nghe hoàng đế bệ hạ kinh ngạc lên tiếng. Trung Thanh Vương, độc của ngươi, giải rồi hả? Độc, nhịn không được sửng sốt một chút, giống như bị đối phương liên tục công kích, kịch độc mang đến đau đớn, tựa hồ thật giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng ít. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Cố nén xúc động xé đối phương thành hai nửa, Trung Thanh Vương hỏi. Bẩm báo vương gia, hôm nay ngươi để cho ta đi mang Trương Huyền tới, trong lời nói xuất hiện chút mâu thuẫn, hắn liền lặng lẽ hạ độc ta. Loại độc chất này, ta tìm người xem, không phát hiện được không nói, còn sẽ ăn mòn nội tạng, khiến người ta thống khổ không chịu nổi. Bất quá, hắn nói với ta phương pháp giải độc, là tát tai, đánh càng tàn nhẫn, hiệu quả trị liệu càng nhanh, vì vậy. Thuộc hạ mới cả gan xuất thủ với vương gia, kính xin vương gia thứ lỗi. Tần quản sự ôm quyền, giải thích cặn kẽ một lần. Đánh tát giải độc, còn có loại độc dược này. Trung Thanh Vương cùng Sở Thiên Hành liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, biểu lộ như gặp quỷ rồi. Loại độc chất này, đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng không có nghe qua. Vâng, tần quản sự gật đầu. Chế biến ra loại độc dược này, Trương Huyền kia quả thực đáng giận. Tức giận đến bờ môi run rẩy, Trung Thanh Vương đang muốn tiếp tục nhục mạ, lại cảm thấy thân thể run lên, đau nhức kịch liệt kéo tới. Không tốt, lại muốn phát tác, nhanh, nhanh lên. Chương 2184, tần quản sự giải độc phương pháp 2. Vừa nghĩ tới kịch độc mang đến đau đớn, toàn thân Trung Thanh Vương phát run, vội vàng đi vào trước mặt tần quản sự, đưa mặt tới, cắn chặt hàm răng, tràn đầy khát vọng. Dùng sức. Quả nhiên có tác dụng. Vừa đi ra danh sư đường, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Thời điểm cho Trung Thanh Vương uống rượu ngon, liền lặng lẽ lưu lại một đạo ý thức, giấu ở trong cơ thể đối phương. Coi như là cường giả nguyên thần cảnh cũng không cách nào phát hiện. Thời điểm đối phương nhục mạ mình phát động, khiến thiên đạo chân khí biến thành kịch độc, tàn sát bừa bãi trong người, nguyên nhân chính là lưu lại chuẩn bị như thế, mới không chút do dự giao cho hoàng đế bệ hạ. Dù sao sinh tử đều ở một ý niệm của mình, mang đi hay không đều không coi vào đâu. Vốn lưu lại tần quản sự kia chẳng qua coi là một con cờ sử dụng, không nghĩ có tác dụng gì quá lớn. Không nghĩ tới tên này lại có thể tin tưởng phương pháp đánh mặt trị liệu của mình. Như vậy ngược lại làm cho mình giảm đi không ít phiền toái, trước hết để cho Trung Thanh Vương nếm chút khổ sở lại nói. Ở dưới ý thức của hắn khống chế, tuy phương pháp đánh mặt trị liệu thoạt nhìn có thể chữa trị thiên đạo chân khí mang đến ăn mòn, nhưng cũng phải dùng nhiều lần. Thời điểm đánh giải độc, thời điểm không đánh phát tác. Chuyện thú vị như vậy, hắn có thể chơi vui vài ngày. Bất quá! Cũng không biết vị Trung Thanh Vương này, có thể chịu bao lâu. Câu thông đạo ý thức giấu ở trong cơ thể đối phương một lát, Trương Huyền liền không để ý tới nữa, theo sát ở sau lưng Mô Sư, không lâu sau, đi tới một giao dịch tràng thật lớn. Đây không phải địa phương của giám bảo sư công hội chỗ sao. Nhìn chung quanh, xác định vị trí, Trương Huyền kỳ quái.
Căn cứ hình đường chủ nói, nơi đây hẳn là giám bảo sư công hội, thế nào lại là cửa hàng? Đặc tính của giám bảo sư công hội ngươi cũng rõ ràng, chỉ cần thành lập, chung quanh nhất định sẽ diễn biến thành cửa hàng, cái này là chuyện không có cách nào khác. Ngô sư cười nói, cũng đúng. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Giám bảo sư có thể phân biệt bảo vật là thật hay giả, chức nghiệp đặc thù, công hội thành lập, thì có liên tục không ngừng người tới đây xem xét, được giấy chứng nhận, tương đương đã có bảo đảm chất lượng, dễ dàng bán ra, bởi vậy tới nơi này mua đồ, so sánh đi địa phương khác càng nhiều. Dần ra, chung quanh công hội liền hình thành thương hội khổng lồ, tạo thành trung tâm mậu dịch. Đúng rồi, người nói phẩm giám hội, là chuyện gì xảy ra? Vì sao hội trưởng thư họa sư công hội cũng tới? Trương Huyền hỏi tiếp, nếu như chỉ là đánh giá bảo vật, giám bảo sư công hội hội trưởng xuất hiện không kỳ quái, hội trưởng thư họa sư công hội cũng xuất hiện là có ý tứ gì? Bảo vật cần đánh giá, là vô bi lão nhân 2000 năm trước lưu lại một bức tranh chữ. Ngô sư nói, vô bi lão nhân, hắn là thư họa sư nổi danh nhất Thanh Nguyên đế quốc từ trước tới nay, thiên phú cực cao, chưa tới 300 tuổi, đã đạt đến bát tinh. Chỉ tiếc, vừa mới chúc mừng xong ngày sinh 300 tuổi, ở ngày thứ ba liền biến mất vô tung vô ảnh, cụ thể đi địa phương nào, ai cũng không biết. Đoán chừng là bị người hại. Ngô sư lắc đầu. 300 tuổi, loại tuổi này đối với cường giả thánh vực mà nói, không tính lớn, vì sao phải gọi là vô bi lão nhân? Trương Huyền không hiểu. Vô luận hình đường chủ hay ngô sư, đều ít nhất vượt qua 500 tuổi, 300 tuổi. Ở thánh vực coi như là vô cùng trẻ. Xưng hô thế này. Sở dĩ tự xưng vô bi lão nhân, cùng bản thân trải qua có quan hệ, nghe nói lúc còn trẻ, thiên phú không hiển sơn lộ thủy, mãi cho đến hơn 180 tuổi, thánh vực cũng không có đạt tới, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ tử vong, ai ngờ không biết như thế nào đột nhiên thông suốt, thiên phú thư họa như quỷ thần phụ thể, ngắn ngủn 10 năm, thì đến được thất tinh, mượn cái này tu vi cũng đột phá thánh vực. Bởi vì thời điểm đột phá lớn tuổi, thoạt nhìn cực kỳ già nua, vì thế tự cho mình là lão nhân. Nhớ tới cuộc đời của thư họa đại tông sư kia, ngô sư giải thích. Thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu. Tuổi thọ của hóa phàm cảnh chỉ khoảng 200 năm, 180 tuổi vẫn còn hóa phàm, cơ bản liền không cách nào đột phá, bằng chừng ấy tuổi, lại có thể lấy họa nhập đạo, thong dong thành thánh. Không thể không nói, là một truyền kỳ. Hai người đang nói chuyện, thì đi vào cửa hàng. Cửa hàng so với tưởng tượng còn muốn hùng vĩ. Bảo vật cái gì cần có đều có, không ít người qua lại ở bên trong, lựa chọn vật phẩm mình cần. Minh lý chi nhãn chuyển động, Trương Huyền nhìn lướt qua, nhịn không được lắc đầu. Dù nơi đây có không ít bảo bối, nhưng đều là vô cùng bình thường, đối với cường giả hóa phàm có lẽ tác dụng không nhỏ, nhưng với hắn mà nói, căn bản không dùng được. Vật phẩm lầu một của cửa hàng, đều là tạp hóa, giá cả không tính quá cao, tới đây mua, hầu như đều mang theo tâm lý đào bảo. Có thể đào được tốt nhất, đào không được, cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Từ lầu 2 bắt đầu, rất nhiều bảo vật có giấy giám định của giám bảo sư, dù giá cả hơi cao, nhưng có thể cam đoan, mua không phải là hàng giả. Ngô sư giới thiệu một chút. Trương sư có muốn ở trong cửa hàng đi dạo, tùy tiện nhìn xem hay không? Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là tinh nguyên thượng phẩm, mà thứ này, nơi đây khẳng định không có. Còn dược liệu. Khoáng thạch, Sở Thiên Hành đã lấy ra toàn bộ, không cần mua sắm. Cái gì cũng không thiếu, thì không cần phải loạn chuyển ở chỗ này. Vậy thì chúng ta trực tiếp đi lầu 5, phẩm giám hội cử hành ở trên đó. Ngô sư cười cười, dẫn đường. Vượt qua đám người, dọc theo thang lầu đi lên lầu 5. Nơi đây không có địa phương bán bảo vật, mà là một đại sảnh rộng lớn. Đi thẳng về phía trước, hai người còn không có vào phòng, liền chứng kiến hai người đi tới. Nhìn thấy một cái trong đó, Trương Huyền nhìn không được sững sờ. Không phải người khác, đúng là vị cố gắng lên kia, hậu nhân Trương gia. Trương Cửu Tiêu. Chương 2185, giống như thực giống như huyễn một. Lúc này Trương Cửu Tiêu mặc trường bào màu xanh nhạt, lộ ra cực kỳ nho nhã, trước ngực treo không phải huy chương danh sư, mà là giám bảo sư, bảy vì sao lóng lánh tỏa ánh sáng, đại biểu thân phận. Bên cạnh đi cùng hắn là một lão giả, bộ dáng hơn 60 tuổi, đồng dạng mang theo huy chương giám bảo sư thất tinh, tu vi dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng, khí độ bất phàm. Gia hỏa này, còn là giám bảo sư. Trương Huyền sững sờ. Hắn thấy tận mắt qua Trương Cửu Tiêu lăng không viết chữ, biết rõ ở trên thư họa tạo nghệ không thấp,
không nghĩ tới giám bảo cũng đạt tới thất tinh. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Thanh Nguyên Đế Quốc, quả nhiên không có đơn giản như tưởng tượng. Mục hội trưởng, đã lâu không gặp. Thấy lão giả, Ngô Sư cười nghênh đón. Ngô Như Phong, không mời ngươi, ngươi sẽ không tới đây gặp ta, có phải sớm đã quên bằng hữu cũ rồi hay không hả? Lão giả nện cho đối phương một cái, cười mắng. Làm sao có thể, ta cũng vừa về không lâu, bận xử lý một ít chuyện. Ngô Sư nói. Xem ra vị này hẳn là giám bảo sư công hội hội trưởng rồi. Nhìn hai người hàn huyên, quan hệ rất quen, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thân là giám bảo sư thất tinh, lại được Ngô Sư xưng hội trưởng, rất dễ dàng đoán ra thân phận. Đang muốn cẩn thận quan sát vị hội trưởng này, lại cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm tới, Trương Huyền ngẩng đầu, liền thấy Trương Cửu Tiêu nhìn mình, trong mắt mang theo địch ý nhẹ nhẹ. Tuy không phải rất mãnh liệt, nhưng tâm cảnh của hắn đạt tới 25.1. Có thể so với danh sư bát tinh, rất nhẹ nhàng có thể cảm ứng ra. Địch ý, mình chưa đắc tội qua hắn a. Trương Huyền nghi hoặc, hai người chỉ gặp qua một lần, sợ gây ra hiểu lầm, còn chuyên hô cố gắng lên cổ vũ, thái độ hữu hảo như thế, không báo đáp coi như xong, mang địch ý. Làm gì đó? Tại hạ Trương Cửu Tiêu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đang cảm khái người tốt khó làm, thanh niên đi vào trước mặt, ôm quyền hỏi. Trương Huyền. Trương Huyền, là tân nhiệm viện trưởng của Hồng Viễn Danh Sư Học Viện. Ta nghe nói qua sự tích của ngươi, là một thiên tài. Nghe được tên, Trương Cửu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ở trên tâm cảnh bất phàm như thế, có thể đơn giản thông qua luyện tâm kiều, gánh vác một học viện, tâm cảnh không mạnh, hoàn toàn chính xác làm không được. Lúc trước vẫn muốn biết vị danh sư lục tinh kia là ai, giờ phút này mới rút cuộc rõ. Vị Trương Huyền này có rất nhiều sự tích. Hắn nghe nói qua một ít, hoàn toàn chính xác được xưng tụng thiên tài trong thiên tài. Bất quá, lại thiên tài, cũng chỉ là danh sư lục tinh mà thôi, so sánh với hắn, còn xa xa không bằng. Là rất nhiều thầy trò của học viện nâng đỡ, có chút cố mà làm, đang định từ chức. Trương Huyền khoát tay áo. Viện trưởng danh sư học viện, Trương dẫn khâu về, hắn đã sớm tính toán từ bỏ, chỉ là mọi người không chịu mà thôi. Từ chức, cũng đúng, người nhỏ tuổi như vậy. Thiếu khuyết rèn luyện, trực tiếp làm viện trưởng danh sư học viện, hoàn toàn chính xác sẽ để cho học viện thanh danh không tốt. Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu. Ách, không nghĩ tới bản thân khiêm tốn, đối phương lại coi thật, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức mất đi hứng thú trò chuyện với đối phương, đang muốn rời đi, chợt nghe thanh âm của đối phương tiếp tục vang lên. Ngô sư có thể mang ngươi tới phẩm giám hội, xem ra cực kỳ coi trọng. Chỉ là không biết, Trương sư có học qua giám bảo không? Giám bảo, hơi học qua một ít. Trương Huyền gật đầu. Không biết đạt đến mấy tinh. Nghe được học qua, Trương Cửu Tiêu sửng sốt một chút, nhìn qua. Hổ thẹn, chỉ có ngũ tinh. Trương Huyền cười khổ. So sánh những chức nghiệp khác, thư tịch giám bảo sư rất ít, chỉ đạt tới ngũ tinh, không tính quá cao minh. Ngũ tinh, kỳ thật lấy tuổi của ngươi, cũng xem như không tệ. Nói rõ có thiên phú phương diện này, về sau học tập tốt. Vượt qua ta cũng có khả năng. Nhẹ gật đầu, Trương Cửu Tiêu khẽ nói. Giám bảo sư ngũ tinh, dựa theo đạo lý là không có tư cách tới thịnh hội này, bất quá, hẳn là Ngô sư cương triều, mang ngươi tới đây tăng trưởng kiến thức a. Xem như thế đi. Trương Huyền thuận miệng đáp một tiếng. Ân. Trương Cửu Tiêu nói. Lần này đánh giá đại hội, mời không ít cường giả tới, đều là nhân vật lĩnh quân của một phương chức nghiệp, đến lúc đó, có thể sẽ lấy ra không ít bảo vật. Ta và ngươi nhận thức cũng coi như có duyên, lại nói đều họ Trương, như vậy đi, một lát nữa đi theo đằng sau ta, nếu có cái gì không biết, hoặc xem không hiểu, có thể trực tiếp hỏi, tất cả mọi người là danh sư, chỉ điểm ngươi vài câu, thuận tiện tăng lên cho ngươi một ít tri thức giám bảo, là nên phải. Có lẽ sau lần này, bừng tỉnh đại ngộ, thừa cơ trùng kích giám bảo sư lục tinh cũng chưa biết chừng. Làm phiền rồi. Trương Huyền gật đầu. Không cần khách khí, mặc dù ta là danh sư. Nhưng ở trên chức nghiệp giám bảo, cũng hạ xuống công phu thật lớn, ở Thanh Nguyên Đế Quốc giám bảo sư công hội, tính là có chút danh khí, vẫn còn có chút thể diện. Thần sắc của Trương Cửu Tiêu hờ hững, trong giọng nói để lộ ra ngạo khí. Lúc trước xông luyện tâm kiều, bị vị trước mắt này đả kích, hiện tại hòa nhau một thành, ý niệm trong đầu thông suốt, khoan khoái dễ chịu không nói ra được. Ân. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói tiếp, liền thấy Ngô sư cùng mục hội trưởng đồng loạt nhìn lại. Người sau tràn đầy vui vẻ.
Chương 2186, giống như thực giống như huyễn hai. Vừa vào liền trò chuyện, đã quên nói một tiếng, vị Trương Cửu Tiêu này, 3 năm trước cùng ta học tập giám bảo, thời gian ngắn như vậy, thì đến được thất tinh, thiên phú mạnh, có thể nói khủng bố. Các ngươi đều là danh sư, hẳn là không cần giới thiệu a. Trương sư thiên tài tuyệt đỉnh, tự nhiên không cần. Ngô sư nhẹ gật đầu, nhìn Trương Huyền nói. Mục hội trưởng, vị này là bằng hữu của ta, Trương Huyền Trương sư, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là một vị thiên tài hiếm thấy, vốn tính toán đi tìm ngươi khảo hạch giám bảo sư, nếu như đụng phải, liền sớm nhận thức một chút. Bằng hữu, ta còn cho là vãn bối của ngươi. Mục hội trưởng sững sờ. Niên kỷ của Ngô sư đều 700-800 tuổi, vốn cho rằng dẫn theo một thanh niên 20 tuổi, là đệ tử mới thu nhận hoặc là vãn bối, không nghĩ tới là bằng hữu. Có thể xưng hô như vậy, nói rõ là ngang hàng luận giao, đủ thấy coi trọng. Trương sư đại tài, xưng hô bằng hữu là ta trèo cao, sao có thể là vãn bối, ta cũng không dám. Ngô sư vội vàng khoát tay. Vị trước mắt này là thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả, xưng hô bằng hữu hoàn toàn chính xác coi như trèo cao, thật muốn nói là vãn bối, chính hắn cũng bị hù chết. A, à, thấy lão hữu thận trọng như thế, không giống ra vẻ khiêm tốn. Mục hội trưởng nghi hoặc liếc nhìn Trương Huyền, từ lúc trước khinh thường, cũng trở nên ngưng trọng. Nếu như Ngô sư coi trọng như thế, đó cũng là bằng hữu của Mục mỗ. Ngô sư là lão hữu nhiều năm của hắn, luôn luôn thanh cao, coi trọng quy củ, có thể nói như vậy, đủ để nói rõ, người thanh niên trước mắt này, là thật không đơn giản. Mục hội trưởng khách khí. Trương Huyền ôm quyền. Cái này có gì khách khí, ta cùng Ngô sư là lão bằng hữu nhiều năm. Mục hội trưởng cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Cửu Tiêu. Cửu Tiêu, tuy các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng vị Trương sư này, nếu như là bằng hữu của ta, cũng sẽ là sư thúc của ngươi, gọi là thúc a. Thúc. Thân thể Trương Cửu Tiêu nhoáng một cái, thiếu chút nữa thổ huyết. Vừa mới cho đối phương cái lồng, để đối phương theo ở phía sau học tập, kết quả là tới một câu như vậy. Nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, xém chút ngất đi. Ân. Mục hội trưởng nhẹ gật đầu. Ngô sư, Trương tiểu huynh đệ, những người khác không sai biệt lắm đều đến đông đủ, mời. Tốt. Ngô sư nhẹ gật đầu. Mấy người theo sát ở sau lưng, đi vào đại sảnh. Đường kính của đại sảnh chừng hơn 30 mét, chính giữa có một cái bàn hình chữ nhật, hai bên quả nhiên đã ngồi đầy người, đại bộ phận đều râu bạc trắng, tuổi tương tự mục hội trưởng. Có hai người quen cũng ngồi ở bên trong. Theo thứ tự là Khải Linh Sư Công Hội Nguyễn Hội Trưởng cùng Kinh Hồng Sư Công Hội Vệ Hội Trưởng. Mục hội trưởng đi vào cái bàn trước nhất, ngồi xuống, ngay sau đó mời. Ngồi đi. Ân. Trương Huyền gật đầu cùng Ngô Sư song song ngồi xuống. Cửu Tiêu, người đứng ở đằng sau ta. Thấy Trương Cửu Tiêu cũng muốn ngồi xuống, mục hội trưởng nhíu mày nói. Vâng. Ra mặt co lại, Trương Cửu Tiêu gật đầu, đứng ở sau lưng hội trưởng, vẻ mặt u oán. Vốn nghĩ rằng tới, bằng vào thân phận giám bảo sư thất tinh, có thể ở trước mặt đối phương hòa nhau một thành, kết quả, còn chưa bắt đầu biểu hiện ra. Liền bị đối phương áp không ngẩng đầu được lên. Nếu như tất cả mọi người đến đông đủ, bằng hữu, có thể lấy ra đồ đạc của ngươi rồi hay không? An bài xong, nhìn về phía một người ngồi đối diện, mục hội trưởng nói. Người này mang mặt nạ bằng đồng xanh, nhìn không tới dung mạo, xuyên thấu qua làn da trần trụi. Có thể thấy được tuổi ở 40 đến 50. Các vị đều là nhân vật có mặt mũi của Thanh Nguyên Thành, lại có danh sư Đường Ngô Đường chủ tọa chấn, danh dự ta tự nhiên tin tưởng, bất quá. Từ tục tiểu nói trước, chỉ cho các người đánh giá đồ vật, nghĩ biện pháp phá giải trận văn lưu lại ở phía trên, còn ở bên trong phòng ấn cái gì, các người nhìn xảy ra điều gì, ta đều không có tính toán bán ra. Đương nhiên, chỉ cần có thể giúp ta giải quyết vấn đề, tất có hậu lễ đưa tặng. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh mở miệng. Thanh âm có chút khàn khàn, nghe xong liền biết cải biến âm thanh, tận lực ngụy trang khiến người ta nghe không hiểu. Người yên tâm, ta có thể tìm bọn họ đến, nhất định là đáng giá tin tưởng. Mục hội trưởng khoát tay áo. Ta tin được nhân phẩm của mục hội trưởng. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhẹ nhàng mở ra, một bức tranh sơn thủy xuất hiện ở trước mặt. Ngọn núi xanh biếc gần ngay trước mắt, trên núi chim thú kêu to, dòng nước róc rách, làm cho người ta giống như thực giống như huyễn. Dường như, thật sự có một ngọn núi dựng lên ở cách đó không xa, trên mặt thậm chí có thể cảm nhận được khí tức ôn nhuận từ trong tỏa ra.
Cái này là, thư họa bát tinh, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới giống như thực giống như huyễn. Chứng kiến họa tác trên quyển trục, một lão giả mãnh liệt đứng dậy, kích động đến hốc mắt đỏ bừng, thân thể liên tục run rẩy. Vị lão giả này mặc trường bào thư họa sư, trước ngực có 7 vì sao lóng lánh, hẳn là hội trưởng thư họa sư công hội mà lúc trước Ngô sư nói. Giống như thực giống như huyễn. Trương Huyền nghi hoặc, giống như thực giống như huyễn là năng lực của thư họa bát cảnh, đạt tới loại cảnh giới này, làm ra họa quyển, giống như thật, người bình thường nhìn không ra thiệt giả, mấu chốt nhất là. Thư họa có thể tự động hấp thu linh khí, duy trì linh tính bên trong còn sống, thậm chí tu luyện, thời gian lâu dài có thể nhảy ra, giống như sinh mệnh. Nói cách khác, thư họa đạt tới loại cảnh giới này, đã giống như thật, giống như thực không phải thực, giống như huyễn không phải huyễn rồi. Ngô sư giảm thấp thanh âm giải thích. Mạnh như vậy. Trương Huyền khiếp sợ, trong mắt lặng lẽ hiển hiện từng đạo hoa văn, nhìn về phía họa quyển trước mắt. Chương 2187, Kiêu ngạo Trương Cửu Tiêu 1. Họa quyển trước mắt, nếu không nhìn kỹ, thật giống như sơn thủy dựng lên ở bên cửa sổ, khoảng cách hơi xa, lại rõ ràng có thể thấy được, Minh Lý chi nhãn nhìn gần hơn, chi tiết trên ngọn núi xuất hiện, thậm chí có thể chứng kiến gân lá của từng lá cây. Giống như thật. Trương Huyền khiếp sợ. Mặc dù là hắn, cẩn thận quan sát bức họa này, như trước giống như thật, quả thực là đáng sợ, nếu như treo trên tường, tuyệt đối sẽ không cảm thấy là một bức họa, mà sẽ cho là cửa sổ. Nhưng bức họa này, không có phong ấn a. Minh Lý chi nhãn dạo qua một vòng, Trương Huyền nhíu mày. Đối phương nói, phía trên này có phong ấn, nhưng mặc dù hắn thi triển ra Minh Lý chi nhãn, cũng không nhìn ra ở địa phương nào. Xem ra, thực lực của ta còn quá thấp, xem thấu thất cảnh họa quyển không có vấn đề gì, bát cảnh. Còn khó có thể làm được. Lắc đầu. Dù Minh Lý chi nhãn trải qua 4 lần thiên nhận danh sư, liên tục tấn cấp, nhưng không biết làm sao thực lực của hắn quá yếu, chỉ có thánh vực nhị trọng. Họa quyển bát cảnh, liên lụy đến lực lượng linh hồn cường giả xuất khiếu cảnh mới có thể thi triển, coi như là Minh Lý chi nhãn đặc thù, cũng nhìn không ra. Bức họa này có phong ấn. Trông sống động như thế, đã ẩn chứa chân lý giống như thực giống như huyễn, thật muốn có phong ấn. Sẽ phong ấn cái gì? Không biết, bất quá nếu như đối phương lấy ra họa quyển chân quý như thế, đến đây hỏi thăm, tất nhiên là phát hiện cái gì. Trương Huyền không nhìn ra, mọi người ở trong phòng cũng nhíu mày, giảm thấp thanh âm lên tiếng, riêng phần mình nghị luận, tựa hồ cũng không nhìn ra. Ta có thể tới gần quan sát không? Có chút không hiểu, mục hội trưởng đứng dậy nói. Tùy ý. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh lên tiếng, không có bất kỳ biến hóa nào. Đa tạ. Cũng không nhiều lời, hai bước đi vào trước mặt, mục hội trưởng lấy ra một thủy tinh cầu dùng để phóng đại, nhìn sang. Thuật nghiệp có chuyên chú, hắn là giám bảo sư lợi hại nhất ở đây, thấy hắn quan sát, tất cả mọi người đều đè lại hô hấp, sợ quấy rầy. Sau một lúc lâu, mục hội trưởng hơi nghi hoặc. Bằng hữu, người có thể nói rõ chi tiết một chút không, cái gọi là phong ấn. Đến cùng ở địa phương nào, lại là loại hình thức nào không? Như vậy mọi người cũng không cần đoán tới đoán lui, trực tiếp nghĩ biện pháp phá giải. Mục hội trưởng cũng không nhìn ra. Nghe nói như thế, trong thanh âm của người mang mặt nạ bằng đồng xanh lộ ra vẻ thất vọng. Ngay cả phong ấn cũng nhìn không ra, thì làm sao phá giải? Ta đến xem một chút. Hội trưởng thư họa sư công hội cũng đứng dậy, đi vào trước mặt, cúi đầu nhìn sang. Phương thức thư họa sư phân biệt không giống giám bảo sư, lấy ra cũng không phải thủy tinh cầu, mà là một cây bút lông khô, vũ động ở trên không trung, tựa như lăng không thư họa. Hắn là thông qua phân tích phương thức vẽ tranh, tới phỏng đoán cảm xúc của người vẽ. Thấy Trương Huyền không hiểu, Ngô sư truyền âm tới. Ân, Trương Huyền gật đầu. Kỳ thật này và vẽ có chút tương tự. Vẽ lâu rồi, tự nhiên sẽ biết rõ tâm huyết của người sáng tác, nếu quả thật có phong ấn. Hẳn là có thể phát hiện. Vẽ chỉ chốc lát, lông mày của hội trưởng thư họa sư công hội càng nhăn càng chặt, nhìn lại. Bức họa này, nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, không có chút nào trở ngại, ta cũng cảm thấy không có phong ấn. Nếu quả thật có, tuyệt đối không thể trôi chảy như thế. Không có phong ấn, ta cũng không cần tiêu phí giá cả như thế, đến đây tìm kiếm các vị. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta rảnh rỗi nhàm chán, hay cố ý tới tiêu khiển? Thấy hội trưởng thư họa sư công hội cũng nói như vậy, người mang mặt nạ bằng đồng xanh lắc lắc cánh tay, trong thanh âm tràn đầy không vui. Còn tưởng rằng ở đây đều là nhân vật cao nhất của từng chức nghiệp ở Thanh Nguyên Thành, có thể liếc nhìn ra họa quyển bất thường,
hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều. Hỏa quyền bát cảnh, đã vượt ra khỏi phạm trù Thanh Nguyên đế quốc có thể lý giải. Ta đến đi. Ngô sư đứng dậy đi tới. Không lâu sau, lắc đầu, lui về tại chỗ. Lấy nhãn lực của hắn cũng chỉ nhìn ra, bức họa này quý giá bất phàm, không nhìn ra cái gọi là phong ấn ở địa phương nào. Rất nhanh, mọi người ở đây đều xem một lần, tất cả đều lắc đầu. Được rồi, vị bằng hữu kia, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta nhìn không ra phong ấn ở nơi nào, nhưng mượn lực lượng nhiều người như vậy, liên thủ phá vỡ, vẫn có khả năng. Rút cuộc là phong ấn gì, ở loại địa phương nào, cứ việc nói thẳng đi. Thấy tất cả mọi người đều vẻ mặt uể oải, mục hội trưởng khoát tay. Cái gọi là phong ấn, khả năng cần nghiên cứu thật lâu, mới có thể tìm được dấu vết để lại, đã lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp để đối phương nói ra, mọi người cũng có thể động thủ, không đến mức phiền toái như thế. Được rồi. Thấy tất cả mọi người không nhìn ra, thất vọng trong mắt người mang mặt nạ bằng đồng xanh càng đậm, bất quá, đoán chừng hẳn không có những biện pháp khác. Đành phải nhẹ gật đầu, chỉ mây mù bao phủ trên đỉnh núi. Phong ấn ở trong mây mù, nếu như đoán không sai, dưới mây mù như cũ là một bức tranh, hơn nữa liên lụy đến bí tịch gì đó, đáng tiếc nhìn không tới. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh lắc đầu. Mây mù. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Trên sơn mạch, cao vút trong mây, vị trí giữa sườn núi có một đám mây trắng bao phủ, che đậy non nửa sơn mạch, trông rất sống động, tựa như biết lưu động. Vốn tưởng rằng chỉ là trang trí, không nghĩ tới là phong ấn. Trương Huyền cũng kỳ quái nhìn sang, minh lý chi nhãn chiếu xuống, mây trắng trên hỏa quyển chậm rãi chảy xuôi, tựa như tự nhiên hình thành, làm cho người ta cảm giác thoải mái như ẩn chứa hơi nước, nhìn không ra bất luận đặc thù gì. Chương 2188, Kiêu ngạo Trương Cửu Tiêu 2. Sao ngươi có thể xác định mây trắng này là phong ấn? Xem một lát, hội trưởng thư họa sư công hội nhìn không được mở miệng. Mọi người cũng đồng loạt nhìn lại. Lấy bó đuốc tới đây. Lắc đầu, người mang mặt nạ bằng đồng xanh quay đầu phân phó. Một giám bảo sư canh giữ ở cửa nhẹ gật đầu, lui ra ngoài, không lâu sau mang tới một bó đuốc. Tiện tay tiếp nhận, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cầm hỏa quyển, nhẹ nhàng hơ hơ, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, toàn bộ sơn mạch lập tức thay đổi, từ xanh biếc lúc trước, biến thành màu cho bụi, duy chỉ có mây trắng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này. Đồng tử của hội trưởng thư họa sư công hội co rụt lại. Mây trắng không có biến hóa, nói rõ. Không phải cùng lúc vẽ, cả hai chênh lệch ít nhất 30 năm. Vừa rồi ta lại nhìn không ra. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như làm liền một mạch, hẳn là cả bức họa đều biến màu mới đúng. Hiện tại mây trắng không có xuất hiện biến hóa, hoàn toàn chính xác giống như đối phương nói, là sau này vẽ lên, hẳn là thuộc về loại đồ vật bị phong ấn. Cả hai có thể hoàn chỉnh kết hợp. Để cho chúng ta nhìn không ra, hẳn là cùng một người vẽ, hơn nữa. Thời điểm vẽ mây trắng, bút lực lần nữa gia tăng, mới có thể cùng bức tranh lúc đầu phù hợp tốt như vậy, ai cũng khó có thể phát hiện. Mục hội trưởng chen vào nói. Mọi người gật đầu. Cũng chỉ có cùng một người vẽ tranh, mới có thể để cho một đám cao thủ không thể phát hiện. Nhưng coi như biết phong ấn, cũng không có biện pháp cởi bỏ a. Cảm khái xong, mọi người trầm mặc. Biết mây trắng là về sau tăng thêm, vô cùng có khả năng là phong ấn, nhưng cả hai hoàn mỹ dung hợp, căn bản không giải được. Ai, xem ra ta đánh giá Thanh Nguyên đế quốc quá cao. Thấy nói ra phong ấn, tất cả mọi người còn thúc thủ vô sách, người mang mặt nạ bằng đồng xanh lắc đầu, thở dài một tiếng, đang định thu hồi hỏa quyển, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta có thể nhìn một chút hay không? Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên đứng lên đi tới. Đúng là Trương Huyền. Đối với bức họa này, hắn cũng có chút kỳ quái, nếu như mọi người nhìn không ra, hắn muốn xác định một chút. Người bất quá một giám bảo sư ngũ tinh mà thôi, có thể nhìn ra cái gì? Để ta tới đi. Còn chưa đi đến trước mặt, sau lưng có một thanh âm vang lên, Trương Cửu Tiêu ngạo nghễ đi tới. Đi vào trước mặt, Trương Cửu Tiêu duỗi ra ngón tay. Loại họa quyển bát cảnh này, trước kia ta nhìn thấy qua, biết rõ phương thức sử dụng loại phong ấn này. Nhìn thấy qua, kính xin nói rõ, nếu như có thể cởi bỏ, ta nguyện ý dâng tặng hậu lễ. Thấy vị trước mắt này tự tin như thế, người mang mặt nạ bằng đồng xanh dừng bước, xoay người nói. Loại phong ấn này, gọi là phong vân khấu, là dùng phương thức lấp mực, che chắn lên một tầng vật, nhưng không tổn thương căn bản, nếu như đoán không sai, trong đó gia nhập linh tính đặc thù,
nếu không thời gian dài tất nhiên sẽ triệt để dung hợp. Trương Cửu Tiêu giơ đầu lên. Phong Vân Khấu, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cùng tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn lại. Rất hiển nhiên, chưa bao giờ có người nghe qua thuyết pháp này. Tại hạ ở gia tộc, thấy tận mắt có người cởi bỏ qua loại phong ấn này, bởi vậy biết rõ giải quyết như thế nào. Chắp hai tay sau lưng, Trương Cửu Tiêu mang theo vẻ ngạo nhiên. Gia tộc, ngươi không biết, vị thanh nguyên thành đệ nhất thiên tài này, kỳ thật là hậu bối của thánh nhân Trương gia. Thánh nhân Trương gia, khó trách, loại thân thế này, dù chỉ là chi thứ, kiến thức cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Nghe được hắn có phương pháp giải quyết, mọi người xôn xao, từng cái lộ ra vẻ bội phục. Giải quyết như thế nào? Nghe hắn đến từ thánh nhân Trương gia, trên mặt người mang mặt nạ bằng đồng xanh lộ ra vẻ ngưng trọng, ôm quyền hỏi. Rất đơn giản, muốn bài trừ phong ấn, tìm một người am hiểu linh hồn, lấy linh hồn làm cầu, hấp dẫn linh tính ẩn chứa trong đó ra. Người am hiểu linh hồn. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nghi hoặc. Đúng vậy, linh hồn lan tràn trong đó, rút ra linh tính, không còn tầng ngăn cách, phong ấn tự nhiên sẽ tiêu tán. Trương Cửu Tiêu nói. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh chần chờ. Không biết người nói người am hiểu linh hồn này, phải đạt tới cấp bậc gì? Cần linh hồn khống chế tinh tế như tơ, hơn nữa lại không thể quá mạnh mẽ, nếu không sẽ hư hao hỏa quyển, khiến hỏa quyển bát cảnh biến thành phế phẩm. Đương nhiên quan trọng nhất là, người này nhất định phải biết rõ linh tính ở địa phương nào, cực kỳ hiểu rõ thư họa mới được. Cái này, người mang mặt nạ bằng đồng xanh sửng sốt một chút, nhăn mày lại. Loại người này, ở đâu mới có thể tìm được? Đối phương nói yêu cầu tuy không nhiều, nhưng có thể làm được, toàn bộ thanh nguyên thành, chỉ sợ cũng không có. Không cần tìm. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Cửu Tiêu thẳng lưng, tựa như cây thương, làm cho người ta cảm giác sen trong bùn mà không nhiễm, sóng nhẹ lăn tăn, lộ ra khí tức ngạo nghễ ta mặc kệ hắn là ai. Tại hạ bất tài, vừa vặn phù hợp. Chương 2189, Trương Cửu Tiêu đầu đầy sầu riêng 1. Ngươi! Ánh mắt sáng lên, người mang mặt nạ bằng đồng xanh siết chặt nắm đấm. Mọi người chung quanh cũng tràn đầy khiếp sợ. Không sai. Hừ một tiếng, Trương Cửu Tiêu ngẩng đầu, cảm thấy trong nháy mắt bản thân thật bay đến Cửu Tiêu. Đường đường thanh nguyên đế quốc đệ nhất thiên tài, đi tới nơi này, lại chỉ có thể đứng, khiến hắn tràn đầy biệt khuất, hiện tại cuối cùng có cơ hội hãnh diện, trong lòng hưng phấn có thể nghĩ. Kính xin Trương Sư giúp ta giải quyết phong ấn. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh ôm quyền. Từ khi vừa đến, hắn liền cương quyết bướng bỉnh, ngay cả đám người Ngô Sư cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này nghe được Trương Cửu Tiêu nói ra tên phong ấn, hơn nữa có thể giải quyết, rút cuộc kìm nén không được. Đơn giản. Hai bước đi vào trước mặt thư họa, lấy ra một cái bút lông, Trương Cửu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Trương Huyền Trương Sư, khả năng phải làm phiền ngươi giúp ta mài mực. Ta. Trương Huyền sững sờ. Đúng vậy, ta muốn giải quyết phong ấn, ở đây nhiều người như vậy, khẳng định cũng đều muốn nhìn một chút. Chuyện trọng yếu như thế. Hẳn là nghĩa bất dung từ đi. Trương Cửu Tiêu nhíu mày. Vị trước mắt này, từ luyện tâm kiều liền đánh mặt hắn, khiến hắn không xuống đài được, vừa rồi càng làm cho mình hô thúc, hiện tại tìm được cơ hội, tự nhiên phải nhục nhã một phen, để đối phương biết rõ, thiên tài chính là thiên tài, không phải a miêu a cẩu nào cũng có thể so sánh. Được rồi. Cười khổ một tiếng, Trương Huyền lắc đầu. Nếu đối phương có thể cởi bỏ phong ấn, mài mực liền mài mực, với hắn mà nói không sao cả. Vừa vặn cũng có thể nhìn xem, hỏa quyển bát cảnh thần kỳ như thế nào. Đi vào trước mặt, lấy ra nghiên mực, bắt đầu mài mực. Ân, thấy ra hỏa trước mắt này ở dưới khí chất ưu tú của mình chấn nhiếp, ngoan ngoãn làm việc, không dám nhiều lời nửa câu, Trương Cửu Tiêu thỏa mãn không nói ra được, chấm bút lông, nhẹ nhàng vẽ lên. Ô, ô, ân. Mực nước cũng không nhỏ lên tấm hình, ngược lại dừng ở trên hư không, bao phủ mây trắng. Hư không họa sách. Thời gian nháy con mắt, một đám mây giống như mây trắng phía dưới xuất hiện ở giữa không trung, yên tĩnh lơ lửng, làm xong những thứ này, Trương Cửu Tiêu đẩy gõ một cái, hẳn là xác định vị trí của linh tính ở dưới đám mây, lúc này mới vung tay lên đưa mực nước về nghiên mực, nhướng mày, tinh thần khẽ động, lực lượng linh hồn lan tràn về phía hỏa quyển. Hả, hồn lực quả nhiên tinh thuần, hẳn là tu luyện bí pháp đặc thù. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hồn lực của đối phương so sánh với hắn. Tuy không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể ở thực lực này làm được điểm ấy, nói rõ tất nhiên tu luyện bí pháp lợi hại nào đó.
chắc hẳn có rất lớn quan hệ với thánh nhân Trương gia. Không hổ là đại gia tộc, dù là chỉ là chi thứ, vô luận kiến thức hay pháp quyết tu luyện, cũng đều không phải tu luyện giả ở địa phương nhỏ bé có thể so sánh. Trong lòng cảm khái, Trương Huyền lặng lẽ đưa tay tới, nhẹ nhàng đụng hỏa quyển một cái. Ô, ô, ân. Trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách. Đang muốn quan sát, liền chứng kiến sắc mặt của Trương Cửu Tiêu trở nên trắng bệch, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Không có thời gian đọc nội dung, Trương Huyền nhíu mày. Không riêng gì hắn, mọi người cũng đều nhìn ra không đúng. Nếu quả thật đơn giản giống như đối phương nói, không có khả năng bộ dáng như thế. Bành! Mọi người còn chưa kịp hỏi thăm, liền thấy trên mặt Trương Cửu Tiêu tái nhợt, nhiều ra một đoàn ửng đỏ, ngay sau đó dưới chân lảo đảo, lui về sau 7-8 bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mục hội trưởng vội vàng đi vào trước mặt. Không có việc gì, chỉ là linh hồn bị linh tính của hỏa quyển công kích. Lắc đầu, Trương Cửu Tiêu đang muốn nói tiếp, liền thấy mục hội trưởng hoảng sợ nhìn qua. Lão sư, làm sao vậy? Trương Cửu Tiêu nhíu mày. Coi như hắn vô cùng ưu tú, biết rõ giải quyết phong ấn như thế nào, lượng tri thức vượt qua đối phương, cũng không cần biểu lộ như thế a. Không phải, ngươi, ngươi, trên đầu ngươi mọc sầu riêng. Mục hội trưởng nhịn không được nói. Sầu riêng. Trương Cửu Tiêu sững sờ. Trên mông đít còn tăng lên cái đuôi. Một vị lão giả nói. Hả? Trương Cửu Tiêu quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt, thiếu chút nữa thổ huyết. Chỉ thấy trên mông đít tăng lên một cái đuôi hồng sắc, lông xù, tựa như cỏ đuôi chó, sừng trên đầu thông qua thần thức cũng rơi vào trong mắt, giống như cái sầu riêng, một cái tiếp theo một cái, đầu đầy đều có, dài khắp gai nhọn, thậm chí còn có xu thế nở hoa. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt trở nên trắng bệch, liên tục lui về phía sau mấy bước, Trương Cửu Tiêu sắp điên rồi. Chỉ là muốn bài trừ phong ấn trên thư họa, như thế nào không chỉ bị thương, trên người còn dài ra những đồ chơi này. Ngươi như vậy là trong cơ thể bị kích hoạt linh tính thực vật. Loại linh tính này, mọc rễ nảy mầm, lúc này mới như vậy, bất quá cũng may, chỉ là linh tính thực vật bình thường, nếu như là những thứ khác, lớn lên còn nhanh hơn. Nhìn ra vấn đề, Nguyễn hội trưởng giải thích. Chương 2190, Trương Cửu Tiêu đầu đầy sầu riêng 2. Thân là Khải Linh Sư Thất Tinh Đỉnh Phong, loại tình huống này, nàng cũng đã được nghe nói, bất quá tận mắt nhìn thấy còn rất khiếp sợ. Linh tính thực vật, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được trong cơ thể lại có thể kích hoạt linh tính thực vật, còn nở hoa kết quả. Khóe miệng Trương Cửu Tiêu co giật, sắp muốn điên rồi. Hắn chỉ là muốn giải quyết phong ấn, đại xuất danh tiếng, thuận tiện đả kích Trương Huyền, nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không có làm, trên đầu mọc đầy sầu riêng, thời gian nháy con mắt, đã kết 4 quả rồi. Hẳn là ngươi muốn diệt linh tính trên hỏa quyển, kết quả. Bị cắn trả. Trương Huyền đồng tình nói. Loại tình huống này, ở trên người hình đường chủ đã từng gặp, mình ở trên nguyên thần của đối phương nhóm lửa linh tính, kết quả. Liền biến thành cái dạng này, trên đầu mọc sừng, sau lưng có cái đuôi. Hiện tại gia hỏa này xuất hiện tình huống đồng dạng, rất hiển nhiên, là ở thời điểm xử lý linh tính của hỏa quyển, bị cắn trả, chẳng những không có xử lý thành công, ngược lại bị đối phương ăn mòn, biến thành bộ dạng này. Vậy phải làm thế nào? Sắc mặt trắng nhợt, thân thể Trương Cửu Tiêu lắc lư. Hắn là Thanh Nguyên Đế quốc đệ nhất thiên tài, thần tượng vô số thiếu nữ sùng bái, nếu như mang cái đồ chơi này đi ra ngoài, còn không tươi sống bị người chết cười. Rất đơn giản, gạt bỏ linh tính thực vật ở trong cơ thể ngươi là được. Trương Huyền nói, loại sự tình này xử lý qua một lần, vừa mới bắt đầu vô cùng kinh ngạc, hiện tại đã không coi vào đâu, rất dễ dàng. Gạt bỏ, làm sao gạt bỏ? Trương Cửu Tiêu vội vàng nhìn qua. Lúc trước nguyên thần của hình đường chủ cường đại như thế, cũng không gạt bỏ được linh tính, cuối cùng vẫn là Trương Huyền tự mình xuất thủ. Rộng mở linh hồn của ngươi, tùy ý ta dò xét, giúp ngươi tìm được linh tính, giết chết liền có thể giải quyết. Trương Huyền nói. Rộng mở linh hồn, điều đó không có khả năng. Trương Cửu Tiêu vội vàng lắc đầu. Thân là đệ tử Trương gia, trong linh hồn hắn liên lụy rất nhiều bí mật, làm sao có thể tùy tiện mở ra. Rộng mở linh hồn, cùng trần trụi đứng ở trước mặt đối phương, có cái gì khác nhau? Chắc chắn sẽ không đi làm. Không được, như vậy đi, ta trước xem linh tính trong bức họa này là cái gì, sau đó lại nghĩ biện pháp đúng bệnh hốt thuốc, có lẽ có thể chế biến ra dược vật có thể gạt bỏ linh tính. Dừng lại một chút,
Trương Huyền nói. Không rộng mở linh hồn cũng được, chỉ cần biết linh tính trong cơ thể đối phương là cái gì, chế biến ra độc dược đối ứng, hạ độc chết cũng dễ làm thôi. Lúc trước hắn cũng giới thiệu qua loại phương pháp này cho hình đường chủ, chỉ tiếc đối phương không đồng ý. Tốt, ngươi mau nhìn. Nghe được không cần rộng mở linh hồn, Trương Cửu Tiêu vội vàng nói. Ân, nhẹ gật đầu, Trương Huyền không để ý tới đối phương nữa, ánh mắt rơi vào trên họa quyển, tinh thần lại lặng lẽ đi vào thức hải, rơi vào thư tịch vừa mới xuất hiện. Xem một lát, nhăn mày lại. Ngươi nhìn ra điều gì sao? Thấy bộ dạng của hắn, Ngô Sư mở miệng. Không có trả lời hắn, Trương Huyền ngược lại quay đầu nhìn về phía người mang mặt nạ bằng đồng xanh. Bức tranh này ngươi lấy được từ chỗ nào? Ta chỉ là mời các ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn, không cần thiết nói ra đồ từ đâu đến đi. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh mặt lộ vẻ không vui. Hoàn toàn chính xác không cần thiết nói ra đồ từ chỗ nào đến. Chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền nhướng mày. Đầm lầy tế bắc, ẩm ướt rất nặng, bức tranh này, mặc dù chỉ là thư họa, nhưng ở loại địa phương này đắm chìm hơn 2.000 năm, như trước dính đầy ướt át chi khí, chỉ cần tới gần có thể cảm thấy, hỏa diễm thiêu cháy mới có thể cải biến màu sắc. Ngươi, người mang mặt nạ bằng đồng xanh sững sờ, trên mặt tựa hồ lộ ra kinh hãi. Chỉ nhìn trên họa có ẩm ướt, liền phát hiện đến từ đầm lầy tế bắc. Vị trước mắt này, nhãn lực không khỏi quá tốt đi. Đầm lầy tế bắc, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, kỳ ngộ cũng đồng dạng rất nhiều. Có thể tìm được tác phẩm lúc trước Phổ Bi lão nhân lưu lại, không coi vào đâu, chỉ là Phổ Bi lão nhân lưu lại thư họa, 30 năm sau lại cố ý che giấu bí mật ở trong sơn mạch. Nói rõ là không muốn hậu nhân biết được, bí mật này, chỉ sợ liên lụy không nhỏ. Trương Huyền nói tiếp, khóe mắt nhảy dựng, ánh mắt người mang mặt nạ bằng đồng xanh híp lại. Nếu như các ngươi không cách nào cởi bỏ phong ấn, ta mang họa quyển đi là được, không cần ở chỗ này nghi thần nghi quỷ. Ai nói không cách nào cởi bỏ phong ấn? Trương Huyền nói. Nếu như không muốn nhiều lời lai lịch của bức họa này, ta cũng lười phân tích. Chất liệu của bức họa này, là da thanh giác ngư dung hợp da hươu bạch giác lộc làm thành, mực nước dùng thiên lam thạch, dung hợp kim nguyên thủy. Bởi vậy, tuy trải qua hơn 2.000 năm, chẳng những không có mục nát, ngược lại càng chói mắt, làm cho người ta có cảm xúc càng sâu. Nhìn màu sắc cùng biến hóa của mực nước, hẳn là bị ngươi từ nơi chôn giấu, lấy ra đại khái 3 năm. Mà thời gian hoàn thành họa quyển là 2.142 năm, dựa theo thời gian suy tính, hẳn là Vô Bi lão nhân ở lúc 270 tuổi vẽ. Cuối cùng bổ sung đám mây kia, là hắn ở lúc 300 tuổi lưu lại, nói cách khác. Bổ sung xong những thứ này, hắn liền mất tích, là bị giết, hay bắt đi, không người biết được. Cái này, mọi người khiếp sợ. Mục hội trưởng càng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi hắn cẩn thận quan sát cả buổi. Cũng không có nhìn ra niên hạn cụ thể của bức họa này, vị trước mắt này, chỉ nhìn thoáng qua, liền biết kỹ càng như vậy, năng lực dám bảo thật là đáng sợ. Thân thể của Trương Cửu Tiêu cũng nhoáng một cái, ánh mắt choáng váng, thiếu chút nữa khóc lên. Gia họa này không phải nói, là dám bảo sư ngũ tinh sao? Ngũ tinh khác, hắn nhìn cũng không nhìn, mà cái này, sao cảm giác còn lợi hại hơn dám bảo sư thất tinh như hắn? Phổ Bi lão nhân 300 tuổi. Tu vi dĩ nhiên đạt tới xuất khiếu cảnh, hắn lưu lại đám mây, kết hợp cảnh giới thư họa giống như thực giống như ảo, khiến người ta tìm không rõ đầu mối, cũng rất khó phá giải. Chương 2191, còn không qua đây mài mực một. Nhìn ra thời gian chất liệu cùng tranh vẽ, đối với phá giải phong ấn không có chỗ lợi gì đi. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhíu mày, cắt đứt Trương Huyền. Là không có tác dụng trực tiếp, nhưng có thể căn cứ cái này, suy đoán nguồn gốc bức tranh. Phân tích ra tại sao đối phương lưu lại phong ấn, cùng với chưa đủ cùng lỗ thủng của phong ấn. Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Chỉ bằng vào niên đại bức tranh, có thể phỏng đoán ra phong ấn chưa đủ cùng lỗ thủng. Lời này có chút tự đại đi. Cái đuôi cuốn cuốn, Trương Cửu Tiêu ở một bên ngửa đầu, bởi vì nói chuyện quá dùng sức, sầu riêng trên đầu loạn chiến, tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống. Tuy mọi người không nói chuyện, nhưng mà cũng tương đối đồng ý quan điểm của hắn, niên đại họa quyển. Nhìn chính xác đến đâu, nhiều nhất có thể nói rõ năng lực ngươi dám bảo mạnh mẽ, nhưng cùng phong ấn có quan hệ gì? Ngươi không hiểu, không có nghĩa là ta không nhìn ra được. Cười khẽ một tiếng, thân thể Trương Huyền thẳng lên, trên mặt tràn đầy tự tin, dọc theo thư họa vòng một vòng, đột nhiên nhìn về phía hội trưởng thư họa sư công hội cách đó không xa. Vị này chắc là hội trưởng thư họa sư công hội.
tại hạ Mông Trùng, thẹn là hội trưởng thư họa sư công hội. Mông Trùng hội trưởng đứng dậy ôm quyền. Mông hội trưởng, ta muốn làm phiền ngươi cùng mọi người nói một chút, 2140 năm trước, thư họa sư công hội của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta, truyền lưu phong cách vẽ tranh gì? Am hiểu dùng là dạng bút mực gì? Trương Huyền nói, cái này, sửng sốt một chút, Mông Trùng hội trưởng suy tư một lát, nói. Thanh Nguyên đế quốc hơn 2100 năm trước, lưu hành là cố bản tác họa pháp. Nói cách khác, giống như in ấn xuất bản, thời điểm vẽ tranh, dựa theo cách thức đặc biệt, lớn nhỏ đặc biệt, cố định từng tầng một bôi lên. Loại phương thức vẽ tranh này, bình thường đều là trước tiên ở trên giấy đánh lên một tầng mực in, sau đó lại từng tầng một bôi sắc, mỗi một tầng, đều gắng đạt tới hoàn thiện, không hiện ra chỗ sơ suất. Làm như vậy, tuy thoạt nhìn rườm rà, lại có thể khiến họa quyển tinh tế, không hiện ra chỗ sơ suất. Thư họa giống như tu luyện, kèm theo thời gian chuyển rời, sẽ xuất hiện tình huống đổi mới, từng thời đại, đều có dấu vết rất rõ ràng, mỗi thời đại là hoàn toàn bất đồng. Nguyên nhân chính là như thế, giám bảo sư mới có thể thuận lợi phân biệt ra niên đại bảo vật, không có sai lệch. Vững chắc tranh vẽ, hưng thịnh ở 2000 đến 2500 năm trước, truyền lưu rất rộng, trong mấy vị có sức ảnh hưởng nhất có Vô Bi lão nhân này. Vì vậy, mọi người vừa nhìn thấy tác phẩm, liền biết là người này lưu lại. Đúng vậy, là cố bản tác họa pháp. Nghe được đối phương giải thích cực kỳ kỹ càng, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Loại phương pháp vẽ tranh này, tuy có thể khiến tác phẩm vô cùng tinh tế, tựa như in ấn, nhưng có thiếu sót rất lớn. Đó chính là, hết thảy mực in, dùng số lượng nhất định phải giống nhau, cả bức họa phẳng như bào, nếu không. Liền bị người khác cười nhạo, xa rời chính đạo, trình độ quá kém. Trương Huyền cười cười. Các ngươi nhìn bức họa này, vô luận sơn thủy hay bầu trời, hoa cỏ bốn phía, đều dùng độ dày giống nhau. Mọi người đồng loạt nhìn lại, thần thức kích động. Một lát sau, tất cả đều nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Nếu như đối phương không nói, còn không nhìn ra. Hình thành thì như thế nào? Người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ một tiếng. Ta chỉ muốn phá giải phong ấn. Không cần phải gấp, nghe ta nói xong, muốn phá giải phong ấn, nhất định phải biết rõ những thứ này. Trương Huyền tiếp tục nói. Vừa rồi ta đã nói qua, bức họa này thành phẩm ở hai niên đại, chính giữa cách nhau trọn vẹn 30 năm. Nói cách khác, 30 năm trước, họa quyển là hoàn chỉnh, hình ảnh tất nhiên cũng hình thành. 30 năm sau, vị Vô Bi lão nhân này, vì che giấu cái gì, cố ý tăng thêm mây trắng ở phía trên. Nếu như gia tăng lên mực in, độ dày khẳng định bất đồng, bây giờ chư vị nhìn vị trí đám mây, có thể nhìn ra cái gì. Mọi người lần nữa nhìn lại phương hướng mây trắng, thời gian nháy con mắt, tất cả đều nhíu mày. Hình như là đồng dạng như một. Không có bất kỳ biến hóa nào a. Thanh âm nghị luận vang lên. Hình ảnh chỗ mây trắng cùng địa phương khác, đồng dạng như một, nhìn không ra vấn đề. Xem ra, không cần nhiều lời, mọi người cũng đã nhìn ra, là đồng nhất. Cũng nói rõ, hắn không chỉ ở phía trên thêm mực in, còn tước mất một tầng cả bức tranh. Trương Huyền gật đầu. Cái này, mọi người trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Gọt sạch nguyên tác, sau đó lại vẽ lên sẽ bất đồng, cái này. Làm sao có thể hoàn thành? Thư họa sư công hội Mông Trùng hội trưởng nhìn không được nói. Thân là thư họa sư thất tinh đỉnh phong, biết rõ độ khó. Mặc kệ họa quyển có chất liệu gì, một khi mực in dính vào, sẽ rót vào trong đó, cạo một tầng, lần nữa vẽ lên hình ảnh bất đồng. Thật có thể hoàn thành sao? Là rất khó, nhưng nếu như sử dụng hư không lâm thư thì sao? Trương Huyền nói. Sử dụng hư không lâm thư, như vậy, sẽ rơi xuống A. Mông Trùng hội trưởng nói tiếp. Hư không lâm thư, tương đương với vẽ tranh trong không khí, cùng bản thân bức tranh không cách nào dung hợp, chỉ cần di động, cả hai nhất định sẽ chia lìa. Làm sao sẽ giống như hiện tại, dung hợp hoàn mỹ vô khuyết. Cái này giống như Trương Cửu Tiêu nói, chính giữa gia nhập linh tính đặc thù, nếu như mây trắng cùng họa quyển lúc trước, so sánh thành hai tờ giấy. Linh tính này chính là keo, để cho bọn nó hoàn mỹ dung hợp, rồi lại không phân quấy nhiễu lẫn nhau. Trương Huyền gật đầu. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chương 2192, còn không qua đây mài mực 2. Lúc trước Trương Cửu Tiêu nói, trong phong ấn có linh tính, tất cả mọi người có chút không hiểu, nghe xong giải thích, giờ mới hiểu được, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nói đến nói đi, kết quả còn không phải giống ta sao? Trương Cửu Tiêu bĩu môi,
Còn tưởng rằng gia hỏa này có thể nói ra lý luận kinh người gì, kết quả nói tới nói lui, cùng hắn lấy được kết luận giống nhau. Không giống nhau. Trương Huyền lắc đầu. Người biết giữa hai bức họa có linh tính xen lẫn, vậy có biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, có biết phải làm sao mới có thể tiêu trừ không? Ta. Sắc mặt đỏ lên, Trương Cửu Tiêu nói không ra lời. Sở dĩ hắn biết rõ những thứ này, là vì ở gia tộc, thấy tận mắt qua có người phá giải tác phẩm cùng loại. Còn vì sao làm như vậy, phá giải như thế nào, lại không hiểu rõ tình hình. Nói thật nếu biết được, cũng sẽ không biến thành trên đầu tất cả đều là sầu riêng, cái đuôi thô lại dài rồi. Linh tính dung hợp tới hai bức họa, có tác dụng cố định, dựa theo tình huống bình thường, dùng biện pháp gì cũng rất khó chia lìa, cưỡng ép đi làm, ngược lại sẽ hủy cả hai bức họa. Thật giống như tính toán tách ra hai tờ giấy dùng keo dán mấy nghìn năm, coi như có thể thành công, người xác định họa quyển phía dưới còn có thể phân biệt được. Không để ý tới công tử ca tự cho là đúng kia, Trương Huyền nói. Cái này, da mặt co lại, người mang mặt nạ bằng đồng xanh không còn thái độ kiêu ngạo như vừa rồi, ngược lại trầm mặc xuống. Mục đích của hắn là vì nhìn phía dưới đến cùng phong ấn cái gì, nếu như cưỡng ép tách ra, phía dưới nhìn không được, phía trên cũng hủy. Tuyệt đối là được không bù mất. Không biết Trương Sư có biện pháp nào cam đoan phía dưới không xảy ra vấn đề không? Chần chừ một chút, nhìn qua. Vị trước mắt này, có thể nói kỹ càng như thế, chứng minh rõ như lòng bàn tay, có lẽ. Sự tình người khác khó có thể làm được, hắn có thể hoàn thành. Ta nói nhiều như vậy, tự nhiên có nắm chắc. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền nhẹ gật đầu. A, kính xin chỉ giáo. Ánh mắt sáng lên. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh vội vàng ôm quyền. Rất đơn giản. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền nói. Nếu như hắn dùng những vật khác dung hợp, muốn hoàn thành rất khó, nhưng dùng linh tính ngược lại dễ dàng. Linh tính dung hợp hai bức họa, giống như linh tính thực vật, sẽ dựa theo phương thức đặc biệt sinh trưởng hoặc vận chuyển, mục đích là vì hoàn thành nhiệm vụ, bản thân không có ý thức. Điểm ấy, Nguyễn Hội trưởng chắc hẳn rất rõ ràng. Ân. Nguyễn Hội trưởng gật đầu. Rất nhiều thực vật cũng có linh tính, khống chế được hấp thu dinh dưỡng, tăng trưởng bản thân. Nhưng sẽ không giống như linh tính động vật, có được ý niệm của mình, chạy tán loạn khắp nơi, su cát tị hung. Nhiệm vụ của linh tính này, chính là dung hợp hai bức họa kia, vĩnh viễn cũng không chia lìa, nếu như ta có thể biến nó thành linh tính động vật, có được linh trí, các ngươi cảm thấy. Nó còn có thể tiếp tục dung hợp hay không? Trương Huyền nở nụ cười. Cái này. Nếu như linh tính này đã có linh trí, vẽ lên mây trắng, thật giống như ở trên người đâm gai, vô cùng khó chịu, nhất định sẽ hủy đối phương. Đúng là như thế, chỉ là, khải linh cho linh tính này, chỉ sợ không quá dễ dàng a. Điểm ấy ta cũng không biết. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, đồng thời nghi hoặc. Khải linh cho binh khí dễ dàng, nhưng mà khải linh cho loại linh tính yên lặng mấy nghìn năm này, để nó có được linh trí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Loại phương pháp khải linh này, cũng không dễ dàng, nhưng ta vừa vặn có thể làm được. Trương Huyền nở nụ cười. Kính xin Trương Sư hỗ trợ, nếu như có thể hoàn thành, tại hạ tất nhiên có hậu tạ. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh khom người. Lúc trước, hắn ai cũng không nhìn, cảm thấy người Thanh Nguyên đế quốc có tiếng không có miếng, nghe xong vị Trương Sư trước mắt này phân tích, bội phục đầu dạp xuống đất. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra chỗ mấu chốt. Hơn nữa tìm ra phương pháp giải quyết chính thức, vô luận nhãn lực hay kiến thức, đều vượt qua người bình thường quá nhiều. Trước không cần phải gấp, coi như ta có thể làm được, vì cam đoan không tổn hại hai bức họa, cũng phải trước xác định một ít chuyện mới được. Trương Huyền nói. Vâng. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh gật đầu. Không biết Trương Sư, cần gì, chỉ cần làm được, ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Giải thích dễ dàng, chính thức làm được tất nhiên không đơn giản. Nếu không hắn cũng không cầm thứ này lâu như vậy, lại không có biện pháp giải quyết. Tạm thời còn không cần. Trương Huyền lắc đầu, dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cây bút. Bức họa này là một chỉnh thể, muốn khải linh, nhất định phải phá hư ý cảnh của họa quyển, hoặc là mở ra một lỗ hổng, để ý thức đi vào trong đó. Nếu làm như vậy, đối với bức họa có tổn thương, mong được tha thứ. Không sao. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhẹ gật đầu. Hắn muốn là đồ vật dưới phong ấn, coi như họa quyển quý giá, nếu quả thật có thể chứng kiến đồ vật phía dưới, cũng đáng. Vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở ra, cầm bút lông trong tay, Trương Huyền đang muốn mài mực, đột nhiên nhíu mày,
nhìn về phía Trương Cửu Tiêu cách đó không xa, quát lớn. Còn danh sư thất tinh, lại ngay cả một chút nhãn lực cũng không có. Còn không qua đây mài mực. Chương 2193, Khổng Sư Hư Tượng 1. Ngươi! Nghe được quát lớn, thân thể của Trương Cửu Tiêu nhoáng một cái, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn vừa mới ép người ta mài mực, thời gian nháy con mắt lần nữa rơi xuống trên người mình. Cái đánh mặt này cũng quá nhanh đi. Nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, sầu riêng kết trái cây rơi trên đất, Trương Cửu Tiêu đang muốn tức giận, chợt nghe thanh âm của đối phương tiếp tục vang lên. Như thế nào, không đồng ý, ta muốn giải quyết phong ấn, ở đây nhiều người như vậy, khẳng định đều muốn nhìn một chút. Chuyện trọng yếu như thế, hẳn là nghĩa bất dung tử a. Khuôn mặt biến thành màu đen, lời Trương Cửu Tiêu muốn nói giờ phút này tất cả đều giấu ở trong ngực, rút cuộc nói không nên lời. Bề ngoài giống như, lời này là vừa rồi hắn nói với đối phương a, một chữ cũng không sai. Vừa rồi hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, mà bây giờ. Thay đổi cái thân phận, mặt đã sưng lên. Tự gây nghiệt không thể sống. Cực kỳ phiền muộn, nhưng cũng biết vừa rồi chọc tức đối phương như vậy, đối phương nói ra lời giống nhau, không gì đáng trách, tuy tức giận sắp bạo tạc nổ tung, nhưng vẫn đi vào trước mặt, bắt đầu mài mực. Ân, thấy hắn không nhiều lời. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn không phải người mang thù, bởi vì có cửu oán liền báo ngay tại chỗ. Đối phương có địch ý với hắn, vừa thấy mặt liền nhìn ra, đã như vậy, cũng không cần thiết làm người tốt. Huống chi, gia tộc của gia hỏa này còn muốn lấy Lạc Nhược Hy. Lúc trước Phùng Huân chỉ là bày tỏ, liền bị đánh thành đầu heo, thiếu chút nữa xong đời, tuy không biết gia tộc của gia hỏa này ở đâu, thực lực tạm thời cũng không có tư cách tìm phiền toái. Nhưng mà không ngại trước thu chút tiền lãi. Thấy đối phương mài mực xong, Trương Huyền đang muốn chấm bút lông, bài trừ ý cảnh của bức họa, ý niệm có thể đi vào, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn Mông Trùng hội trưởng cách đó không xa. Mông hội trưởng, không biết người có tùy thân mang theo thư tịch thư họa không? Lục cảnh, thất cảnh đều muốn, số lượng càng nhiều càng tốt, tìm một điểm thích hợp nhất, kích hoạt linh tính, mới có thể làm được cả hai không tổn thương. Ta muốn nhìn xem. Có thư tịch cùng loại có thể tham khảo hay không? Thư tịch lục cảnh, thất cảnh. Không nghĩ tới lúc này, vị trước mắt còn muốn xem sách, Mông hội trưởng lắc đầu. Trên người ta không mang bao nhiêu, bất quá thư họa sư công hội cách nơi đây không xa, ta có thể đi về lấy một ít tới. Vậy làm phiền rồi. Trương Huyền ôm quyền. Không cần khách khí. Đáp một tiếng, Mông Trùng hội trưởng xoay người ra khỏi phòng, không lâu sau, một lần nữa trở về, cổ tay khẽ đảo. Một đống thư tịch rơi vào trước mắt, rậm rạp chẳng chịt chừng mấy vạn bản. Hắn là hội trưởng thư họa sư công hội, lấy chút thư tịch sẽ không ai dám nói nhiều. Trương Huyền đi vào trước mặt, rất nhanh quét một lần, lúc này mới giả vờ giả vịt lấy ra một quyển, tiện tay mở ra, giả bộ như cẩn thận đọc, trên thực tế ý thức lại đi vào thư viện. Thiên đạo thư họa tầng thứ 6, tầng thứ 7. Nhẹ nhàng cười cười, mở ra vừa thư tịch tầng thứ 6 mới hình thành. Hắn chỉ học qua tầng thứ 5, tuy bằng vào thiên đạo công pháp thần kỳ, có thể làm ra họa quyển linh trí phá phàm, trên thực tế không học qua công pháp tầng thứ 6. Sau nửa canh giờ, thấu hiểu tầng thứ 6. Lại sau nửa canh giờ, tầng thứ 7 cũng thấu hiểu. Lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, thả thư tịch trong tay ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ phút này, hắn lý giải thư họa dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so với thư họa đại tông sư bát tinh sơ cấp rồi. Trương sư, có thể bắt đầu chưa? Thấy vị trước mắt này cầm một quyển sách tầm thường, ngồi xuống chính là một canh giờ, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cực kỳ sốt ruột. Có thể. Gật gật đầu, Trương Huyền hít sâu một hơi, đi vào trước họa quyển, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, lần nữa nhìn sang. Nếu như nói vừa rồi bức họa này hoàn toàn xem không hiểu, toàn bộ bằng thư viện cho ra thiếu sót, tiến hành lý giải, hiện tại đã có thể thấy được cụ thể xảy ra chuyện gì. Rất nhiều địa phương vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ, hoàn toàn hiểu. Ta muốn bắt đầu. Không nói thêm lời, bút lông nhẹ nhàng tiếp xúc nghiên mực, tìm đúng vị trí, đầu bút lông nhẹ nhàng rơi xuống. Vù 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 vù. Thời gian nháy con mắt, một bức tranh vẽ xuất hiện ở trước mắt, yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung, nhưng không có hạ xuống. Hư không lâm thư thật cao minh. Chứng kiến hắn vẽ tranh, Mông Trùng hội trưởng ở một bên đồng tử co rụt lại. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề thấy môn đạo. Đồng dạng là hư không lâm thư, vừa rồi Trương Cửu Tiêu làm, chỉ là gia lông, mà vị trước mắt này,
ẩn chứa ý cảnh ở bên trong, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cao minh, so với ngươi thì như thế nào? Mục hội trưởng nhìn qua. Nói thật, ta xa xa không bằng, đối phương hư không lâm thư, mỗi một khoản vẽ một cái, đều kèm theo ý vị, làm cho người ta giống như thực giống như huyễn, tựa hồ tùy thời độc lập đi ra, biến thành đồ vật chính thức. Dĩ nhiên đến gần thư họa bát cảnh vô hạn, ta kém rất nhiều. Mông trùng cười khổ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, đối phương vượt qua hắn thật sự quá nhiều. Khó trách có thể liếc nhìn ra vấn đề của bức họa, loại năng lực này, Thanh Nguyên đế quốc chỉ sợ đã không người sánh bằng. Cái này. Chương 2194, Khổng sư hư tượng 2. Thấy một màn như vậy, khóe miệng của Trương Cửu Tiêu co giật, cảm thấy sắp điên rồi. Thời điểm vừa gặp đối phương, còn đắc ý nói muốn chỉ điểm, hiện tại mới biết được, người ta vô luận dám bảo hay thư họa, đều cao minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Khoe khoang ở trước mặt đại sư, thật sự là mất mặt chết người rồi. Vù vù vù. Trong lúc mọi người khiếp sợ, ngòi bút của Trương Huyền liên tục, một đồ án bộ dáng cánh cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Môn hộ. Vẽ môn hộ làm gì? Người cái này cũng không biết, bức sơn thủy đồ này. Chúng ta nhìn tới, tựa như chiếu ở bên ngoài cửa sổ, thoạt nhìn rất gần, trên thực tế có khoảng cách nhất định. Ý thức muốn tới gần mà nói, chỉ có một biện pháp, mở môn hộ, đi vào trước mặt, nếu không vĩnh viễn làm không được. Nhìn rõ ràng đồ vật hắn vẽ ra, mọi người vốn khiếp sợ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ở đây đều là nhân vật cao nhất của Thanh Nguyên Thành, tuy nhìn không ra phong ấn đến cùng giải quyết như thế nào, nhưng loại thủ đoạn này vẫn có thể lý giải. Sơn thủy đồ, đạt đến cảnh giới giống như thực giống như huyễn, thoạt nhìn rất gần, trên thực tế cực xa, muốn khải linh trí của đối phương, chỉ có đi vào trước mặt mới có thể làm được, tự nhiên là cần một cánh cửa. Vù vù. Môn hộ hoàn thành, Trương Huyền thu bút, nhướng mày, bàn tay mãnh liệt chúi xuống. Dầm ào ào. Không trung lơ lửng mực nước lập tức rơi xuống trên họa quyển. Ầm ầm. Nổ vang một tiếng, lúc trước sơn mạch cách rất xa. Lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như hắn vẽ cánh cửa, mở ra thông đạo, người người có thể trực tiếp chui vào trong bức tranh. Tốt rồi, ta muốn bắt đầu. Làm xong những thứ này, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Ngô Sư. Ngô Sư, phiền toái ngươi giúp ta thủ hộ. Tuy mọi người không có khả năng đánh lén, nhưng vẫn phải cẩn thận một ít. Tốt, Ngô Sư đi tới. Lúc này Trương Huyền mới khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động. Một đạo ý niệm dọc theo môn hộ đi vào. Đi vào đại môn, lập tức cảm thấy hơi nước đậm đặc đập vào mặt, ý niệm của Trương Huyền rất nhanh tiến lên, đi vào giữa sườn núi. Ngọn núi ở dưới mây trắng bao phủ, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không tới, đi vào trong đó giống như đêm tối. Trương Huyền biết rõ nguyên nhân là linh tính chưa đốt, cũng không ngừng nghỉ, vận chuyển phương pháp khải linh, ngón tay mãnh liệt điểm tới. Vù vù, từng đạo hào quang chiếu rọi. Liên tục thắp sáng hơn 20 ngọn lửa, lúc này mới đốt sáng chung quanh, bất quá cách triệt để kích hoạt linh tính còn kém một tia. Dù vậy, hào quang cũng chiếu sáng xung quanh, toàn bộ ngọn núi hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt. Là một rừng rậm dày đặc, thoạt nhìn cùng địa phương khác không có gì khác nhau, bất quá trên thân núi, ánh mặt trời phóng xuống, một bóng dáng nhàn nhạt chậm rãi hiển hiện, làm cho người ta cảm giác muốn cúng bái. Cái này, nhìn thoáng qua, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Cái hư ảnh này, hắn gặp qua. Khổng sư. Lúc này khổng sư yên tĩnh hờ hững, làm cho người ta cảm giác tường hòa, vừa làm cho người ta xuyên thẳng qua thời gian, tùy thời có thể biến mất. Cái này là, cảnh tượng vô bi lão nhân thấy. Nắm đấm siết chặt. Cái bức họa này, là vô bi lão nhân vẽ ra, khổng sư hư ảnh tự nhiên cũng là giả dối, nhưng hư ảnh trước mắt này, say mê hấp dẫn, làm cho người ta cảm giác quỷ bái, cũng không phải phán đoán liền có thể tưởng tượng ra. Nói cách khác, vị vô bi lão nhân này, tận mắt thấy qua tình cảnh kia, ký ức quá mức khắc sâu, lúc này mới vẽ ra. Ngô sư nói, vị vô bi lão nhân này lúc còn trẻ cực kỳ bình thường, sau 180 tuổi, đột nhiên đốn ngộ, không chỉ tu vi tăng mạnh, ở trên thư họa cũng như thần trợ. Chẳng lẽ, là vì thấy được khổng sư hư ảnh, đột nhiên thông suốt. Ngô sư nói với hắn vị vô bi lão nhân này, trải qua có thể nói thần tích. Nếu như nói không có đại cơ duyên gì, đánh chết cũng không tin. Có lẽ, đúng là bởi vì thấy được khổng sư hư ảnh, nhất thời đốn ngộ, mới được thư họa sư bát tinh, về sau thực lực đạt tới, cảm động và nhớ nhung ân tình,
trong lòng nhận thấy, lưu lại ở trên giấy. Bất quá, sự tình Khổng Sư liên lụy quá lớn, vẽ xong bức tranh, biết rõ một khi để lộ tin tức, tất nhiên sẽ có vô số phiền toái. Có lẽ phiền toái đã tới, lúc này mới dùng mây trắng che lấp, kết quả. Vẫn bị độc thủ, vừa làm xong những thứ này, liền mất tích không thấy. Trương Huyền phỏng đoán. Trải qua 4 lần thiên nhận danh sư, suy nghĩ của hắn rõ ràng có trật tự, tuy thoạt nhìn rất nhiều chuyện không có đầu mối, nhưng nghĩ một lát, như trước có thể phỏng đoán ra một ít. Khổng Sư hư tượng, tại sao lại xuất hiện ở trên sơn mạch này, địa điểm xuất hiện lại đang ở đâu? Những thứ này đều là vấn đề, bị người hữu tâm phát hiện, tất nhiên sẽ gây ra rung chuyển rất lớn. Thân là thư họa sư bát tinh, cường giả xuất khiếu cảnh, Phổ Bi lão nhân không có khả năng không biết. Đáng tiếc, làm ra tác phẩm, mình cũng không đành lòng bỏ, xoắn suýt trọn vẹn 30 năm. Kết quả, còn không có đào thoát vận mệnh. Khổng Sư xuất hiện ở nơi đây, nói rõ giống như Khâu Ngô cung, nơi đây tất nhiên có lưu di tích. Xem trước một chút, hư ảnh bây giờ ở địa phương nào. Nghĩ thông suốt, Trương Huyền vội vã ngẩng đầu nhìn sang địa phương Khổng Sư hư ảnh xuất hiện. Ở đó, rất nhanh đã tìm được vị trí cụ thể, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vã bay vút đi. Chương 2195, Mỹ Nhân đi tắm 1. Phổ Bi lão nhân nhìn vô cùng cẩn thận, bức tranh cũng vô cùng cẩn thận, vị trí Khổng Sư hư tượng xuất hiện cực kỳ rõ ràng, bất quá cũng không xác định ở một chỗ, mà là một phạm vi. Rất nhanh đi vào trước mặt. Là một khe hở thật lớn, tràn đầy tảng đá màu hoa dâm. Loại tảng đá này cực kỳ hiếm thấy, bình thường còn chưa bao giờ thấy qua. Trương Huyền đang định đi vào trong đó, tìm kiếm vị trí cụ thể, liền thấy Khổng Sư hư tượng ở không trung lắc lư một cái, phù vù thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Nguy rồi! Sắc mặt trầm xuống. Còn tưởng rằng có thể duy trì một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, là nghĩ quá đơn giản. Dựa theo tình huống bình thường, hư ảnh bức họa này hẳn có thể một mực xuất hiện, nhưng họa quyển bị cứng rắn cắt mỏng, ý cảnh giống như thực giống như huyễn tồn tại không được bao lâu. Hơn nữa hơn 2.000 năm mài diệt, có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như không tệ. Được rồi, biết rõ ở trong khe hở cũng tốt, không biết ngọn núi này là cái gì. Biết rõ Khổng Sư hư ảnh xuất hiện ở trong khe hở, về sau thời điểm gặp được ngọn núi này, hoàn toàn có thể tới tìm kiếm. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhận ra ngọn núi này là cái gì, lại đang ở vị trí nào. Ít nhất, hắn gặp qua hết thảy sơn mạch, còn không có cái nào giống nhau. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, một lòng muốn phá vỡ phong ấn, thậm chí không tiếc hủy diệt một họa quyển bát cảnh, có phải biết rõ dưới mây trắng, sẽ có Khổng Sư hư ảnh hay không? Đang muốn triệt để kích hoạt linh tính, rời khỏi nơi đây, đột nhiên trong lòng Trương Huyền khẽ động. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh này, không dám dùng bộ mặt thật khoe người, bản thân liền kỳ quái không nói, lại càng không tiếc phá hư tác phẩm chân quý như thế, cũng muốn nhìn xem dưới phong ấn đến cùng bảo tồn cái gì. Chẳng lẽ, đã sớm biết một ít chuyện? Mặc kệ hắn có biết hay không, nhưng nếu như mở ra phong ấn, phát hiện không có Khổng Sư hư ảnh, nhất định sẽ nghi ngờ. Trong lòng trầm tư, tuy không nhìn ra người mang mặt nạ bằng đồng xanh này thực lực cụ thể cao bao nhiêu, nhưng dám vô lễ với đám người mục hội trưởng như thế, tất nhiên không giống bình thường. Nếu cho gia hỏa này biết rõ, bởi vì mình quan sát, chơi đùa Khổng Sư hư ảnh biến mất, có thể hay dưới sự giận dữ, bắt lấy mình tìm phiền toái hay không? Sự tình Khổng Sư, vẫn là người biết càng ít càng tốt. Liên lụy Khổng Sư, hơi không cẩn thận, sẽ giống như Vô Bi lão nhân, chết cũng không biết chết như thế nào. Như vậy đi, ta sửa chữa vài nét bút. Dừng lại một chút. Tinh thần của Trương Huyền khẽ động, ý niệm huyễn hóa ra một cây bút lông, thân thể nhoáng một cái đi vào không trung, lăng không hư họa. Tránh khỏi phiền toái, cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh vẽ xong, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, khác ở địa phương vừa rồi xuất hiện Khổng Sư hư tượng, lúc này mới lui về tại chỗ, tinh thần khẽ động, triệt để thắp sáng bốn phía. Ầm ầm, một hồi lắc lư, biết rõ linh tính đã kích hoạt, cũng không dừng lại. Ý thức Trương Huyền rời khỏi môn hộ, trở lại nhục thân. Vù vù, phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt. Như thế nào? Thấy hắn tỉnh lại, người mang mặt nạ bằng đồng xanh vội vàng nhìn qua. Sắc mặt Trương Huyền trắng nhợt, hữu khí vô lực nói. May mắn không làm nhục mệnh, bất quá cũng hao tổn thật lớn. Nếu như ngươi có tinh nguyên thượng phẩm, cho ta 1-200 viên, hẳn là có thể khiến ta khôi phục một ít. 1-200.
người mang mặt nạ bằng đồng xanh co giật. Ta không có thứ này, bất quá, thật thành công bài trừ phong ấn, chắc chắn sẽ không bạc đãi. Tinh nguyên thượng phẩm, đế quốc liên minh cũng không có bao nhiêu, gia hỏa này mới mở miệng 100-200. Thực dám nói a, thấy đối phương không có những thứ này, Trương Huyền lắc đầu đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút. Tỉnh lại, vù vù, kèm theo hắn nói, bức tranh mãnh liệt đứng lên, duỗi lưng một cái, giống như một người lười biếng vừa mới tỉnh ngủ. Cái này là, cả bức họa được khải linh. Khóe miệng mọi người co lại. Duỗi lưng mỏi xong, họa quyển như thấy được hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên thân thể khẽ động, thẳng tắp chạy ra ngoài. Hừ, nhướng mày, người mang mặt nạ bằng đồng xanh lăng không chảo một cái, không gian chung quanh lập tức bị phong tỏa. Nửa bước xuất khiếu. Vừa ra tay, Trương Huyền lập tức nhìn ra thực lực, dĩ nhiên là cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh. Khó trách dám kiêu căng như thế, không để ý rất nhiều hội trưởng, đường chủ. Bị phong bế, họa quyển trốn không thoát, đành phải lui trở về, tràn đầy ủy khuất. Ta tới cùng nó thương nghị một chút. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền đi vào trước mặt, đưa ngón tay tới. Là hắn Khải Linh, có thân cận đặc thù, thấy ngón tay đưa tới, họa quyển cũng không trốn tránh. Nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền truyền tới một đạo ý niệm. Ô, ô, ân. Tựa hồ nghe hiểu ý tứ của hắn, họa quyển lắc lư một cái, mây trắng lơ lửng trên ngọn núi như bị gió quét sạch, không ngừng run rẩy, giống như tùy thời sẽ tiêu tán. Quả nhiên có thể. Thấy một màn như vậy, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cùng rất nhiều hội trưởng, đường chủ mắt sáng rực lên, từng cái siết chặt nắm đấm. Loại phong ấn trên bát cảnh thư họa này, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Có thể tận mắt nhìn thấy kỳ tích, tất cả đều tràn đầy kích động. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Kèm theo họa quyển liên tục lắc lư, mây trắng cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại, không lâu sau, rút cuộc không chịu nổi, như vậy nến bị xé toang bệnh, rơi trên mặt đất. Hả? Thấy phong ấn rơi trên mặt đất, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại. Chương 2196, Mỹ Nhân đi tắm 2. Ngay cả Ngô Sư cũng kìm lòng không được nhìn về phía ngọn núi, muốn xem nhìn, đến cùng phía dưới che đậy cái gì, có thể khiến người mang mặt nạ bằng đồng xanh vội vã như thế. Thanh Sơn Lục Thủy, cảnh tượng nơi này cùng lúc trước tựa hồ không có khác nhau quá lớn. Đó là cái gì? Không biết ai hô lên, sau đó mọi người tập trung thị lực nhìn sang. Chỉ thấy trong khe núi, có vô số tảng đá kỳ quái, dựng lên một suối nước nóng thiên nhiên, mấy bóng dáng mỹ lệ xinh đẹp đang tắm ở trong đó. Mấy cái bóng dáng này, tuy thoạt nhìn mơ hồ, lại có thể thấy được, dáng người mỹ lệ, xem xét liền biết, là đại mỹ nữ không thể thấy nhiều. Cái này, vốn tưởng rằng sẽ phong ấn đồ vật kỳ quái gì, hoặc là bảo tàng, chứng kiến không ngờ là mỹ nhân tắm. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Quá bất ngờ. Ta hiểu được, lúc trước phổ bi lão nhân ngắm cảnh, nhìn thấy một đám thiếu nữ tắm rửa, trực tiếp vẽ xuống, về sau cảm thấy. Xem người ta tắm rửa có mất thân phận. Liền cố ý che lấp. Đúng vậy, ta nói bức tranh thật tốt, cần gì vá lại, phá hủy cả bức họa. Nguyên lai căn do ở chỗ này. Hặc hặc, có thể vẽ mỹ nhân tắm giống như thế, vị vô bi lão nhân này, thật đúng là. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười. Còn tưởng rằng vị vô bi lão nhân này tiêu phí tâm huyết lớn như vậy, tiến hành phong ấn, đang khóa bí mật gì, không nghĩ tới là che xấu hổ. Cái này... Không có khả năng, không có khả năng. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh dừng lại ở tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Vì bức họa này, hắn bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, chính là muốn nhìn bí mật dưới phong ấn, kết quả. Không ngờ là mỹ nhân tắm rửa, chênh lệch khổng lồ, khiến hắn sắp điên cuồng. Phía dưới này nhất định còn có phong ấn đúng không? Khẳng định còn có. Vội vàng đi vào trước thư họa, lực lượng nguyên thần cường đại mãnh liệt lan tràn vào. Muốn xem rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vù vù. Cảm nhận được nguyên thần áp bách, họa quyển lại càng hoảng sợ, vội vàng co rụt lại, trốn đến sau lưng Trương Huyền, liên tục run rẩy. Nói cho ta biết, có phải còn có phong ấn hay không? Trong mắt đỏ hoe, người mang mặt nạ bằng đồng xanh bởi vì quá mức kích động, từng đạo hồn lực chấn động kịch liệt. Được rồi, người nhìn họa họa bị dọa sợ. Lắc đầu, Trương Huyền nhẹ nhàng trấn an họa quyển. Mọi người cũng đều thấy được, dưới phong ấn là mỹ nữ tắm, nghĩ đến hẳn là vô bi lão nhân nhìn lén người ta tắm rửa, không chỗ phát tiết, cuối cùng vẽ ra. Tuy không đạo đức, nhưng cũng là hành vi thi sĩ, không ảnh hưởng chút nào.
Ngươi cũng đừng kích động. Thấy thái độ của đối phương biến hóa lớn như thế, rất rõ ràng biết rõ đồ vật dưới phong ấn, Trương Huyền âm thầm thở ra. May mắn phản ứng nhanh, tạm thời làm một bức họa, nếu không, khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Là ta lỗ mãng. Nghe nói như thế, người mang mặt nạ bằng đồng xanh không còn lỗ mãng như vừa rồi, lần nữa khôi phục lý trí, ôm quyền nở nụ cười. Sau khi ta được bức họa này, phát hiện phong ấn, vẫn muốn biết che giấu cái gì, nếu như biết rõ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, làm phiền các vị phí tâm. Nói xong bàn tay lăng không chảo một cái. Trước mắt xuất hiện một đống linh thạch thượng phẩm, chừng hơn vạn viên. Những linh thạch này, là thù lao làm phiền chư vị của ta, mong chư vị không chê. Nói xong, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhìn về phía Trương Huyền. Nếu như Trương Sư ở trên thư họa có nghiên cứu như thế, ta chỗ này có một quyển họa pháp thập giải do Vô Bi lão nhân lưu lại, ghi chép kỹ xảo vẽ tranh của hắn, hy vọng hữu ích với ngươi. Nói xong lắc đầu, lăng không chào một cái, chụp họa quyển sau khi khải linh vào lòng bàn tay, ôm quyển nói. Chư vị, cáo từ. Thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp chạy ra ngoài, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, người mang cự bảo, sợ chọc phiền toái, xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn quyển sách trên tay, Trương Huyền im lặng. Đối phương lời thề son sắt nói muốn cho bản thân thù lao, cỡ nào quý giá cỡ nào quý giá. Kết quả là cái đồ chơi này. Ngẫm lại cũng bực bội. Họa pháp thập giải, Trương Sư, người có bằng lòng bán thứ này hay không? Không giống hắn im lặng, hai mắt mông trùng hội trưởng tỏa sáng. Vô Bi lão nhân, là thư họa đại tông sư lợi hại nhất Thanh Nguyên đế quốc, tuy sống ngắn ngủn 300 tuổi, nhưng đối với toàn bộ thư họa sư công hội cũng có cống hiến thật lớn. Nhất là lúc tuổi già sáng tác họa pháp thập giải, còn không có triệt để hoàn thành, người liền mất tích, bởi vậy người biết cũng không nhiều. Vốn tưởng rằng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới, ở trong tay người mang mặt nạ bằng đồng xanh, hơn nữa còn tặng Trương Sư. Bán ra. Trương Huyền nhìn thoáng qua quyển sách trong lòng bàn tay, trực tiếp ghi chép nội dung vào thư viện, ném sách tới, vẻ mặt đại khí. Tặng cho ngươi. Đa tạ Trương Sư. Mông trùng hội trưởng kích động đến ngón tay phát run. Đây chính là bản đơn giá trị ít nhất 50 tinh nguyên thượng phẩm. Thật tặng ta. Ngươi nói cái gì, 50 tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền nhoáng một cái. Đúng vậy à. Mông trùng hội trưởng nói. Ta không tặng nữa, bán cho ngươi. Trương Huyền vội nói. Trả tiền đi. Mông trùng. Mọi người. Chương 2197, lạc ra người tới 1. Mông trùng hội trưởng cuối cùng không có tiền, chỉ mời hắn đi thư họa sư công hội, đáp ứng tiễn đưa một bức họa cho hắn làm hồi báo. Để cho Trương Huyền tràn đầy u oán, không khỏi cảm thán lòng người hiểm ác. Trương Sư, lần này mở phong ấn chúng ta cũng không có làm cái gì, những linh thạch này chúng ta không lấy. Mục hội trưởng thu linh thạch thượng phẩm đầy đất vào một giới chỉ, đưa tới. Lần này triệu tập mọi người, vốn tưởng rằng có thể hợp mưu hợp sức, kết quả, một chút cũng không có giúp đỡ, tất cả đều là vị trước mắt này giải quyết, những linh thạch kia, mặc dù là người mang mặt nạ bằng đồng xanh cho bọn hắn, nhưng thật sự ngại ngùng nhận. Cũng được, thấy mọi người không muốn, Trương Huyền đành phải cố mà thu lại. Kỳ thật những linh thạch này với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá, về sau muốn mua tinh nguyên thượng phẩm, nhiều hơn nữa cũng không sao. Năng lực của Trương Sư ở trên giám bảo không ai bằng, hẳn còn là một vị giám bảo sư. Thấy hắn nhận lấy, mục hội trưởng hiếu kỳ nhìn qua. Vị trước mắt này có thể kỹ càng phân biệt ra niên hạn chuẩn xác của thư họa, không sai chút nào, càng có thể căn cứ lưu phái ngay lúc đó, tìm được phương pháp giải quyết, hoàn mỹ dung hợp giám bảo cùng thư họa. Giám bảo sư ngũ tinh, vốn định thi thất tinh, còn chưa kịp. Trương Huyền gật đầu. Nhãn lực còn cao hơn ta, đã không cần khảo hạch, một lát nữa sẽ giúp ngươi xin huy chương giám bảo sư thất tinh. Mục hội trưởng cười nói. Khó trách nhân vật như Ngô Sư cũng có thể coi là huynh đệ, nhãn lực mạnh như vậy, khảo hạch hay không, đã không có ý nghĩa gì. Ta cũng sẽ giúp ngươi xin huy chương thư họa sư thất tinh. Mông trùng hội trưởng ở một bên cũng vội nói. Vị Trương Sư này, vừa rồi tạo nghệ ở trên hư không lâm thư, so với hắn còn muốn mạnh mẽ, lý giải thư họa ít nhất đạt đến thất tinh đỉnh phong, tự nhiên có tư cách. Đa tạ, thấy tới một chuyến, không chỉ học được chức nghiệp thư họa, còn liên tiếp được huy chương của hai đại chức nghiệp, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, chức nghiệp phụ tu khảo hạch danh sư thất tinh đã gom đủ,
chờ toàn bộ huy chương tới, có thể thuận lợi trở thành danh sư thất tinh, có tư cách báo danh vào Thánh Tử Điện. Mục hội trưởng, không biết tàng thư các của giám bảo sư công hội các ngươi ở chỗ nào? Ta có thể đi xem không? Nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền cười cười. Nếu như đã tới một chuyến, đương nhiên phải ghi chép toàn bộ thư tịch. Đương nhiên, mục hội trưởng nhẹ gật đầu, đang muốn dẫn đường, chợt nghe một thanh âm tràn đầy xoắn suýt vang lên. Trương sư, lão sư, có thể phiền toái trước giúp ta giải quyết xong thứ này, lại xử lý những chuyện khác không? Nghe được thanh âm, lúc này hai người mới nhớ, Trương Cửu Tiêu còn đầu đầy sầu riêng đứng ở một bên. Trải qua hơn một canh giờ sinh trưởng, hiện tại trên đầu của hắn đã kết trọn vẹn 9 quả sầu riêng, đứng ở một bên, tựa như một cây đại thụ, không chỉ cành lá rậm rạp, còn nở hoa kết quả, tươi tốt không nói ra được. Cái đuôi sau lưng càng tráng kiện hữu lực, cực kỳ oai hùng. Chờ chút, lấy ra bút lông, Trương Huyền suy nghĩ một chút, tiện tay viết một phương thuốc, đưa tới. Dựa theo phương thuốc này phối chế, hẳn là có thể gạt bỏ linh tính thực vật trong cơ thể ngươi, bất quá. Quá trình khả năng sẽ thống khổ một ít, nhất định phải chịu đựng. Nếu như đối phương không muốn rộng mở linh hồn, để cho hắn hỗ trợ, cũng chỉ có thể dùng độc gạt bỏ. May mắn, lúc trước quan sát linh tính kỹ càng, biết rõ phối trí thuốc gì mới có thể độc chết. Loại thuốc này, cực kỳ đơn giản, người bình thường cũng có thể phối chế, chỉ bất quá. Đối với thân thể người tổn thương thật lớn, hơn nữa quá trình hết sức thống khổ, có thể kiên trì được hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, vậy một mực treo sầu riêng đi, dù sao chỉ ảnh hưởng ngoại hình, sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, ngược lại bởi vì biến thành thực vật, có chút năng lực càng thêm kiên cường dẻo dai. Nói thật, làm đệ tử gia tộc của Tình Địch, có thể trợ giúp những thứ này, đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đa tạ. Tiếp nhận phương thuốc, Trương Cửu Tiêu tràn đầy cảm kích. Xử lý xong việc này, Trương Huyền cáo từ đám người ngô sư, đi theo mục hội trưởng tới tàng thư khố. Giám bảo sư, lượng tri thức bao hàm từng chức nghiệp, thậm chí còn đọc lướt qua lịch sử, địa lý. Thư tịch tương quan chừng hơn 1.000 vạn bản. Đi ở trong đó, Trương Huyền xem trọn vẹn hơn 2 canh giờ, mãi cho đến sau nửa đêm, mới thu nhập toàn bộ. Chỉnh lý xong thư tịch, hình thành thiên đạo giám bảo lục tinh, thất tinh, hoàn chỉnh học tập một lần. Học xong toàn bộ, nhận thức giám bảo đạt đến thất tinh đỉnh phong, coi như không cần thư viện cùng minh lý chi nhãn, cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra, cấp bậc bảo vật trong thánh vực, không có chút sai lầm. Nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt Trương Huyền tỏa sáng. Tới phẩm giám hội một lần, đã thành thư họa sư cùng giám bảo sư thất tinh đỉnh phong không nói, quan trọng nhất là, biết khổng sư hư tượng, xuất hiện qua ở trên một ngọn núi, về sau có cơ hội, hoàn toàn có thể đi tìm thử xem. Có lẽ sẽ có phát hiện kinh người. Trương sư, vừa đi ra tàng thư khố, liền thấy mục hội trưởng tới đón. Mặc dù sau nửa đêm, nhưng vị hội trưởng này còn không có nghỉ ngơi. Trương Cửu Tiêu cũng đi theo sau lưng. Lúc này hắn đã độc sát linh tính thực vật trong cơ thể, cả người bình thường, bất quá khuôn mặt cùng thân thể có chút sưng, hẳn là tác dụng phụ của kịch độc, chỉ cần điều tức một đoạn thời gian, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn huyên vài câu, Trương Huyền ôm quyền cáo từ. Rời công hội, chứng kiến tinh thần đầy trời, phảng phất có người dùng châm đâm thủng màn đêm, lưu lại vô số lỗ thủng ánh sáng. Chương 2198, lạc ra người tới 2. Đường đi nguyên bản cực kỳ náo nhiệt, đến sau nửa đêm, cũng có chút quạnh quẽ, duỗi lưng một cái, Trương Huyền đi về phía chiến sư đường. Mới đi không xa, đột nhiên nhướng mày, tóc gáy trên thân đột nhiên nổ lên. Rõ ràng cảm giác được, sau lưng có người theo dõi, nhưng vô luận thần thức hay ánh mắt, lại tìm không ra. Vù vù, không dám do dự, thân thể nhoáng một cái, thiên đạo thân pháp vận chuyển, rất nhanh bay vút về phía trước, một hơi bay hơn 10 dặm. Đang muốn xoay người, liền cảm thấy một đạo khí tức tập trung. Vội vàng xoay người, sau đó chứng kiến một hắc bào nhân đứng ở cách đó không xa. Thiên đạo thân pháp một hơi chạy ra xa như vậy, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo, hơn nữa để cho hắn không phát hiện được, thực lực không khỏi quá đáng sợ đi. Mồ hôi lạnh thoáng cái chảy xuống, ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Loại tình huống này, trước kia chưa bao giờ gặp qua. Không cần khẩn trương, nếu như ta muốn giết ngươi, người đã sớm chết rồi. Hắc bào nhân thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ có thể nghe ra thanh âm mang theo trầm trọng, cả người yên tĩnh đứng ở trước mắt, lại như sáp nhập vào tự nhiên, tùy thời biến mất. Minh lý chi nhãn chuyển động,
nhìn sang, thân thể Trương Huyền run lên. Căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương, nói cách khác. Thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua hình đường chủ, thậm chí cũng có thể vượt qua xuất khiếu cảnh. Thanh Nguyên Thành, lúc nào xuất hiện cao thủ như thế? Tiền bối, là chuyên môn chờ ta. Trong lòng khẩn trương, nhưng cũng biết, đối phương thật muốn động thủ, căn bản trốn không thoát, vội vàng ôm quyền. Vừa đi ra giám bảo sư công hội liền gặp, nói rõ đối phương đang đợi hắn. Ta chỉ phóng ra một tia khí tức, có thể phát hiện nhanh như vậy, nói rõ tâm cảnh khắc độ của ngươi cực cao, cực kỳ nhạy cảm với hoàn cảnh. Không có trả lời hắn, người kia chắp hai tay sau lưng, hừ một tiếng. Ta tới rất sớm, tình cảnh ngươi giải quyết bức họa kia, tất cả đều nhìn ở trong mắt, tuổi còn trẻ, thì có nhãn lực như thế. Coi như không tệ. Lúc đó đã tới. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Thời điểm tới nơi này, Ngô Sư một mực làm bạn, chung quanh hắn cũng chú ý, cái gì cũng không phát hiện. Theo lâu như vậy, cũng không biết. Không khỏi quá đáng sợ. Không biết tiền bối chuyên môn theo ta, là có ý gì. Lặng lẽ câu thông thiên đạo thư viện, kết quả cái gì cũng không phát hiện. Đối phương không có thi triển võ kỹ, coi như la lên thiếu sót cũng sẽ không hình thành thư tịch, không cách nào biết rõ lai lịch. Không có ý gì, chỉ muốn nhìn xem, người có tư cách cùng năng lực kia hay không. Hừ nhẹ một tiếng, hắc bào nhân ngẩng đầu, là một lão giả hơn 60 tuổi, chưa bao giờ thấy qua. Bành! Kèm theo hắn nói, Trương Huyền cảm thấy ngực khó chịu, như bị cái gì va chạm, thân thể lập tức bay ngược ra. Trong nháy mắt, không gian trước mắt như bị chen lấn bẹp, mà hắn giống như tôm hùm bị bóp ở trong lòng bàn tay, vô luận nhảy như thế nào cũng giãy giụa không ra. Cái này! Đồng tử co rút lại. Hiện tại thư viện cũng không có xuất hiện thư tịch, nói rõ đối phương một mực không có thi triển võ kỹ. Không thi triển võ kỹ, liền lợi hại như thế, để cho hắn phản kháng không được. Đây là thực lực gì? Thánh vực ngũ trọng đỉnh phong? Lục trọng? Hay thất trọng? Dù sao cũng không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống chọi. Tiền bối, nếu như tìm ta, chỉ là vì biểu hiện thực lực của mình, vậy thì không cần, ta chỉ là tiểu nhân vật thánh vực nhị trọng, coi như biểu hiện ra nhiều hơn nữa, cũng xem không hiểu. Biết rõ nguy hiểm, nhưng Trương Huyền cũng rõ, không thể bối rối, tâm cảnh vận chuyển, trong thanh âm mang theo ý vị đặc thù. Thực lực kém đối phương quá nhiều, chỉ có thể trông chờ tâm cảnh khắc độ siêu cường, có thể khiến đối phương thất thần, lưu cho hắn thời gian, thừa cơ đào tẩu. Tâm cảnh không tệ, bất quá, muốn thi triển sư ngôn thiên thụ với ta, còn kém một ít. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, lão giả áo đen cười nhạt một tiếng. Tiền bối nói chuyện gì chứ? Nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm. Ra đầu nổ tung, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy tươi cười, trên mặt tất cả đều là thành khẩn. Đối phương ngay cả hắn thi triển sư ngôn thiên thụ cũng có thể nhìn ra, nói rõ tâm cảnh không dưới hắn. May mắn không có lỗ mãng dùng sức mạnh, nếu không, chỉ sợ sẽ lọt vào cắn trả, sống không bằng chết. Là có chút tiểu thông minh, bất quá, đối với loại người như ta, không có bất kỳ tác dụng nào. Lão giả lắc đầu. Ta làm sao có thể thi triển tiểu thông minh, tiền bối, dễ dàng như thế liền giam cầm ta ở chỗ này, theo dõi cũng không phát hiện được. Tâm cảnh khắc độ cao không cách nào suy nghĩ. Không biết là loại cao thủ cấp bậc nào, có thể biểu diễn võ kỹ cho ta xem một chút không? Sắc mặt Trương Huyền đỏ bừng, tràn đầy áy náy. Ta là từ địa phương nhỏ tới, cho tới bây giờ chưa thấy qua cao thủ lợi hại như thế, cực kỳ chiêm ngưỡng phong phạm cường giả, nếu như có thể nhìn một chút, coi như bị giết cũng đáng giá. Chương 2199, người lạc gia tới hạ. 1. Không cần miệng lưỡi trơn tru. Ta không phải những tiểu cô nương kia, sẽ bị ngươi lừa. Không để ý tới lời của hắn, lão giả áo đen hừ nhẹ một tiếng. Tiểu cô nương, thấy đối phương căn bản không mắc mưu, thủ đoạn của hắn dùng không, Trương Huyền nhíu mày. Hắn luôn chính trực, không có liên quan với bất luận nữ tử nào, vị siêu cấp cao thủ đột nhiên toát ra này, nói ra lời này là có ý tứ gì. Người khác nghe được, gây chuyện không tốt còn cho rằng mình là một đăng đồ lãng tử. Ta cũng không vòng quanh với ngươi. Chắp hai tay sau lưng, lão giả chậm rãi tới gần. Trương Huyền cảm giác giống như có một ngọn núi lớn đi vào trước mặt, lực áp bách khổng lồ, để cho hắn thở không ra hơi. Đây là một loại áp bách trên tinh thần, khí tức, căn bản không cách nào ngăn cản, đối phương rất rõ ràng là muốn cho hắn biết thực lực, triệt để bái phục. Hừ, ánh mắt nheo lại,
Trương Huyền vận chuyển thiên đạo chân khí trong người, lập tức cảm thấy áp lực yếu bớt. Áp bách trên linh hồn, tuy cường đại, nhưng mà muốn thắng được thiên đạo thư viện là không thể nào. Hả, thú vị. Thấy áp lực của mình, đối phương cũng có thể thừa nhận, dường như không tồn tại, ánh mắt lão giả sáng lên, tựa hồ hứng thú càng ngày càng đậm. Có thể ngăn trở áp bách của ta nhanh như vậy, hẳn là pháp bảo nào đó a. Xem ra, sư phụ ngươi đối với ngươi không tệ. Lão sư ta chỉ có ta là thân truyền, tự nhiên không tệ với ta. Trương Huyền vội nói. Đối phương quá đáng sợ, lấy thực lực trước mắt của hắn, khẳng định chống không nổi, thậm chí, đào tẩu đã thành hy vọng xa vời, chỉ có thể gửi hy vọng ở Dương Huyền lão sư, có thể khiến đối phương kiêng kỵ, không đến mức làm ra chuyện gì quá phận. Không biết sư phụ ngươi là vị nào? Lão giả nhìn qua. Thầy ta Dương Huyền. Trương Huyền nói. Dương Huyền, vừa có chút hảo cảm với ngươi, người trẻ tuổi, không nên bởi vì nói dối mà chôn vùi. Nghe được tên, ánh mắt lão giả nheo lại, hừ một tiếng. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm giác mình như lâm vào vũng bùn, tùy thời bị lực lượng không biết ở trong đó thôn phệ, trùng kích thịt nát xương tan. Nói dối, tiền bối, cứ gì nói ra lời ấy. Cố nén bị lực lượng thổi lật, Trương Huyền cắn răng. Dương Huyền Dương Sư, ta gặp qua một lần, sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, cũng không thu đồ đệ, người nói là đệ tử của hắn. Cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ánh mắt lão giả nheo lại. Thấy qua một lần. Lông mi Trương Huyền nhảy dựng, có chút sững sờ. Dương Huyền là hắn bịa đặt ra, cũng là hắn ngụy trang thành, là một siêu cấp cao thủ căn bản không tồn tại. Lúc nào gia hỏa này gặp qua? Chẳng lẽ, trên đời này, thật sự có một vị danh sư gọi là Dương Huyền? Hơn nữa thực lực đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Được rồi, ta mặc kệ ngươi là đệ tử của ai, tới đây chỉ muốn nhắc ngươi một tiếng. Vô luận làm chuyện gì, tốt nhất lượng sức mà đi, cưỡng ép đi tìm đồ vật cầu không đến, không chỉ mang đến cho mình thống khổ, còn mang đến phiền toái cho người khác, đến lúc đó. Cũng không phải nói đơn giản như vậy, mà là gạt bỏ, thậm chí người có liên quan tới ngươi, cũng có khả năng bị liên quan đến. Nhướng mày, lão giả nhắc nhở, ý vị thâm trường. Lượng sức mà đi, cưỡng ép đồ vật cầu không đến. Trương Huyền không hiểu ý nghĩa, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên đồng tử co rụt, ánh mắt nheo lại. Ngươi là, người thánh nhân Lạc Gia. Dạng uy hiếp này, hơn nữa mới vừa nói tiểu cô nương. Vô cùng có khả năng là gia tộc của Lạc Nhược Hy. Cũng chỉ có gia tộc này, mới có cao thủ như thế, không sử dụng võ kỹ, liền áp chế hắn không cách nào nhúc nhích, trốn cũng trốn không thoát. Lạc Nhược Hy và hắn chỉ là định chung thân, không có nói qua với bất luận kẻ nào, nhưng mượn thế lực cường đại của Lạc Gia, điều tra ra bản thân không khó lắm. Phản ứng không chậm, không có phủ nhận, lão giả hừ nhẹ, trên mặt lộ ra mùi vị cao cao tại thượng, như quát lớn một con sâu cái kiến không biết trời cao đất rộng. Ngươi nên biết, nàng là tiểu công chúa của gia tộc chúng ta, gánh vác sứ mạng thật lớn, tốt nhất bỏ đi vọng tưởng cá chép vượt long môn, Lạc Gia không phải loại người như ngươi có thể leo lên. Leo lên. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Không sai, Lạc Gia là thánh nhân quý tộc xếp ba thứ hạng đầu của danh sư đại lục, ai cũng biết, tiểu công chúa nắm giữ lực lượng lớn nhất, chỉ cần có thể được nàng yêu ái, tất nhiên một bước lên mây, trực tiếp đứng ở trên đỉnh thế giới. Mặc dù ngươi có chút tiểu thông minh, thiên phú cũng không tệ, nhưng muốn thông qua những phương pháp này hấp dẫn công chúa. Cũng không nhìn một chút thân phận của mình là gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi xứng sao? Cười nhạo một tiếng, trong mắt lão giả tràn đầy khinh thường. Bọn họ là cái gì? Ở trong thánh nhân quý tộc cũng bài danh rất gần phía trước, một trong các tồn tại cao nhất của đại lục. Đối phương bất quá là nông dân từ địa phương nhỏ tới mà thôi, cho dù có chút thiên phú, nhưng so sánh với đại gia tộc của bọn hắn, kém thật sự quá xa. Không thể so sánh nổi. Xứng hay không, không phải là ngươi định đoạt. Cảm nhận được miệt thị của đối phương, một cỗ phẫn nộ đặt ở trong ngực, Trương Huyền ngẩng đầu, mang theo ngạo nghễ. Thánh nhân quý tộc thì như thế nào? Ai cũng không phải trời sinh thánh nhân, không nên xem nhẹ người khác. Chương 2200, người Lạc Gia tới hạ. 2. Có lẽ một ngày nào đó ở tương lai, thánh nhân quý tộc, Trương Huyền ta cũng không để ở trong mắt. Thánh nhân quý tộc như thế nào? Rất mạnh thì như thế nào? Thân là thiên nhận danh sư, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Có lẽ vài thập niên sau, cúi người nhìn lại, cái gọi là thánh nhân quý tộc, bất quá con sâu cái kiến mà thôi.
Lời này ai cũng có thể nói, nhưng không phải người nào cũng có thể làm. Lão giả lạnh lùng. Thiên tài, ta đã thấy không biết bao nhiêu, kinh tài tuyệt diễm hơn người cũng đếm không hết, đáng tiếc, không có sống bao lâu liền vẫn lạc. Vì vậy ta khuyên ngươi, không nên tự tìm đau khổ. Tuy ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không muốn quay đầu bị tiểu công chúa mắng, nhưng vì để tránh cho phiền toái, giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi biết khó mà lui, vẫn có thể làm được. Ầm ầm, kèm theo lời của hắn, tinh thần đầy trời như rơi xuống, một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm nghiền ép tới, tựa hồ tùy thời sẽ xé người thành mảnh vỡ. Ở dưới cỗ lực lượng này trùng kích, Trương Huyền cảm giác hô hấp không thông, giống như kiến bò trên chảo nóng, không có chút năng lực phản kháng nào. Chỉ cần ngươi đáp ứng, không được tìm nàng, đừng cho nàng hy vọng, cũng lấy thân phận danh sư phát ra lời thề, ta có thể buông tha ngươi. Lão giả áo đen đi về phía trước, trong mắt mang theo lạnh lùng. Đáng giận, hàm răng cắn sắp vỡ vụn, đã dùng hết lực lượng toàn thân, lại không thể nhúc nhích, như bị nắm cổ, hít thở không thông. Không được, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm nhận được lực lượng của đối phương không chỗ nào không có, bao phủ bốn phía, không chỗ trốn tránh, tùy thời nghiền hắn thành bột phấn, trong lòng Trương Huyền suy tư rất nhanh. Tuy không xác định thực lực chân chính của đối phương đến cùng cao bao nhiêu, nhưng không thi triển võ kỹ, chỉ bằng vào một đạo ý niệm, hắn liền không cách nào phản kháng, dĩ nhiên vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ. Mặc dù đối phương không có sát tâm quá lớn, nhưng mà hắn không thích loại cảm giác vận mệnh không do bản thân khống chế này. Bởi vì đối phương không có sát tâm thì thôi, một khi muốn giết hắn, chỉ ở một ý niệm. Móng tay đâm vào trong thịt, lần đầu tiên cảm thấy lực lượng là trọng yếu như thế, không có thực lực, không còn có cái gì. Tôn nghiêm, tình yêu, thân phận danh sư, đều là vô nghĩa. Trùng sinh đến nay, một mực thuận buồm xuôi gió, không có xuất hiện qua khó khăn trắc trở gì, cho đến giờ phút này mới biết được, có được thực lực tuyệt đối, mới là vốn liếng nói chuyện. Mới có thể khiến người ta tôn trọng ngươi, kính sợ ngươi. Nếu không, nói giết liền giết, căn bản chống chọi không được. Ngoan nhân, người này đến cùng có thực lực gì, ngươi có thể đối phó hay không? Nghẹn sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ liên hệ ngoan nhân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào chống chọi đối phương, cũng chỉ có thể ký thác gia hỏa đã từng đứng ở trên đỉnh phong của đại lục. Chủ nhân, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến thánh vực thất trọng. Hiện tại ta xa xa không có khôi phục, căn bản không phải đối thủ. Ngoan nhân truyền âm. Chủ nhân bị giết, hắn cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Ký kết khế ước, chỉ có tận tâm tận lực bảo hộ chủ nhân an toàn, mới có thể bảo vệ tính mạng của mình, không dám có bất kỳ tư tâm. Nghĩ biện pháp đánh lén, chỉ cần có thể để cho hắn thi triển ra võ kỹ, ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe được đối phương nói, Trương Huyền không có chút nào ngoài ý muốn. Thánh vực thất trọng, không sai biệt lắm đã đứng ở cao nhất của toàn bộ đại lục, loại thực lực này, coi như là người mạnh nhất của đế quốc liên minh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Ngoan nhân mới dung hợp một trái tim cùng một ngón tay, tự nhiên không có khả năng chống chọi. Được, nhưng, thực lực của ta bây giờ thật sự quá thấp, hơn nữa, sát lục chi khí của ta quá nặng, rất dễ dàng bị phát hiện là dị linh tộc, trực tiếp thi triển mà nói, sợ sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Ngoan nhân nói tiếp. Dùng bản viết tay của Khổng Sư. Biết rõ đối phương nghĩ cái gì, Trương Huyền nghiến răng. Ban đầu ở Phong Thánh Đài, được qua bản chép tay của Khổng Sư, danh sư học viện bị hãm hại, phối hợp phân thân nuốt một lần, đối kháng ngón tay nuốt một lần, hiện tại văn tự ở phía trên, cũng chỉ còn lại 1/3. Chỉ đủ sử dụng một lần. Tuy hao tổn thật lớn, nhưng thôn phệ thứ này, ngoan nhân không chỉ khí thế tăng nhiều, còn có thể thi triển ra lực lượng danh sư chính thống. Vừa vặn có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Vâng. Ngoan nhân đáp một tiếng. Ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể thiêu đốt lên, chép tay của Khổng Sư đặt ở trong không gian giới chỉ, hàng chữ liên tục giảm bớt. Ầm ầm. Khí tức cuồng bạo xông thẳng vân tiêu, tựa như cự long, thoáng cái liền tránh thoát áp bách cùng gông xiềng. Ở dưới cỗ khí tức này trùng kích, Trương Huyền như cá bên cạnh bờ, một lần nữa nhảy xuống nước. Tất cả áp bách trên thân chớp mắt tiêu tán. Hả? Không nghĩ tới thanh niên trước mắt này đột nhiên toát ra khí tức cường đại như thế, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó có thể chống chọi, thân thể lão giả áo đen cứng đờ, chân khí trong cơ thể tuôn ra, bảo vệ bản thân. Từ khi xuất hiện, liền không có vận dụng võ kỹ, nhưng cảm nhận được khí tức cường đại như thế, cũng không dám nữa vô lễ,
vội vàng thi triển ra chân khí bảo vệ bản thân, liền thấy thanh niên cách đó không xa ngẩng đầu, trong mắt có từng đạo gợn sóng chảy xuôi, tựa như sóng nước. Đồng thời một thanh âm già nua, trầm lắng phảng phất như từ trong miệng phát ra, nổ tung ở trên không trung. Đệ tử của bổn tọa, lúc nào đến phiên một thánh vực thất trọng như ngươi nói này nói kia rồi hả? Ngươi, tính cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2200.